Hello. Một Phật gia ở Đà Nẵng có hỏi hai câu như sau. Đức Phật có dạy, người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Là câu này Đức Phật muốn dạy điều gì vậy? Mình thấy có sanh có tử là đương nhiên là mình đi cuốn hút của vật lý. Mà nếu mà hai phần này đừng có đụng nhau, có nghĩa là tâm cảnh không dính nhau á, thì nó trở thành là thanh tịnh, thì chỗ đó gọi là niết bàn, thanh tịnh đó gọi là niết bàn. Rồi hỏi câu khác đi. Trong sách có viết tu thiền tông là không sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý là như thế nào ạ? Bởi vì mình hiểu thiền tông nó như vậy nè, mình hiểu thiền tông á, ai cũng có cái tánh Phật. Mà giờ mình muốn thành Phật thì trước mắt mình phải nhận lại cái tánh Phật của mình, thì mình tạo công đức đem cái tánh, mang cái tánh Phật trở về Phật giới thành Phật. Tất nhiên ở thế giới này không có cách nào mà hành động bất cứ gì, tu hành hay bất cứ gì, có nghĩa là trên trái đất này nó quay theo nhân quả vật lý á, thì mình bất cứ hành động nào thì nó phải kết quả theo vật lý, thấy không? Thành ra nó kêu ấy thì nó kết quả theo vật lý, thành ra bắt buộc là phải trong thế giới này không có tu hành cái gì đó, mà mình chỉ nhận ra cái Phật tánh của mình, tạo công đức về Phật giới thôi, nó đơn giản như vậy. Nhưng mà từ xưa tới giờ không ai chỉ cái này, thành ra người ta mới đi tìm tu. Bởi vì trước khi ta vô đạo Phật, tu để thành Phật, tu thành cái này cái kia. Nếu mà tu để thành này thành kia thì đúng, thế giới vật lý thì đúng, mà tu để thành Phật không đúng. Thành Phật anh phải về Phật giới, nó định hình ra kim thân Phật, chứ không phải là tu thành Phật, mà tạo công đức về Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và một kim thân Phật. Đó, thiền tông nó chỉ thẳng vậy thôi. Thành ra ngày xưa tới giờ ông Phật á, ông không nói được cái này, mà đợi khi tới thời kỳ văn minh cao thật cao rồi mới nói. Nhưng mà nói rồi cũng không ai chịu nghe, bởi vì nó quen rồi, nó quen cái tu nó quen rồi, nó quen cái ngồi thiền rồi. Bây giờ nếu mình nói tới không tu thì người ta nói mình là đạo tà. Nói gì thế mà tất cả những câu nói gì của Đức Phật sau cùng ông giải thích một cái câu này: chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Xưa kia Đức Phật ngồi thiền hay làm bất cứ cái gì, chuyện của ông, đừng có làm theo ông. Muốn thành Phật, nhận ra Phật tánh, tạo công đức về Phật giới, chỉ có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Công đức là loại không âm, không dương, lưu giữ ở vỏ bọc tánh Phật, nằm sâu trong tánh người, làm sao các vị thần bôi đen được? Cái này là tất cả những cái gì thế giới âm nó thuộc về điện thôi. Mình ở đây tứ đại vật chất là tứ đại đất nước gió lửa, còn bên kia nó thuộc về điện. Cái thuộc của người ta, bởi vì thành ra trong đạo Phật có cái câu thế này nè: con ngỗng chúa uống sữa, bỏ nước lấy sữa. Thì đối với cái chuyện mà bôi đen cái công đức là chuyện dễ đối với mấy ông thần, đó là cái nhiệm vụ của người ta mà. Còn nếu mà mình đi tới cái thần hay là cái cô hồ cũng vậy, là người ta mang điện từ âm dương, âm nó nhiều hơn, vì cái âm mình, cái công đức mình nó thuộc về nó chất sáng, mà ông thần chỉ cần rờ tới thì xong rồi, nó đã đen, nó nhuộm đen rồi. Cô hồ cũng vậy. Vì thế mà mình các đến đình, đến chùa, đến miếu mà mình chỉ cúi đầu thì ông thánh, ông rờ mình, ông chúc mình thì nó nhuộm đen liền. Vì thế mà cái tác dụng của cái công đức nó không còn. Để chi? Để nó lưu hành trong thế giới này nè. Bởi vì thế giới này gọi là thế giới vật lý,
âm dương. Hai cái này nó mới sống được ở trong cái tam giới này. Còn cái công đức nó không thể sống được. Vì thế mà tạo thì cố gắng, một là phải giữ cho nó tối đi, rồi chừng nào muốn về mới mang về bển thì mới sử dụng được. Vì công đức nó sử dụng bên Phật giới, còn phước đức dương, phước đức âm, ác đức nó sử dụng ở thế giới vật lý này. Phải hiểu cái tổ chức của cái đạo Phật vậy thì tu đạo Phật mới được. Còn không biết tổ chức đạo Phật thì mình tu gọi là tu mò, tu mù, tu tưởng, nó khó thành công lắm. Vì thế mà đạo Phật nó có cái tinh hoa là nó nói cái chỗ này nè, nó nói cái chỗ chân thật này, nhưng mà không ai chấp nhận. Những người mà sống thế giới vật lý không chấp nhận đâu. Ông Phật biết trước, vì thế mà thời kỳ ông phải chuyển đi thời kỳ nguyên tử mới phổ biến ra. Đó, thành ra bây giờ phổ biến ra nó phản ứng rất nhiều chứ không biết đâu. Nhưng mà cũng may là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này nè, sắp xếp một cuộc kêu bằng công bố quyền ký cả một vấn đề một thời gian dài mười mấy năm thì mới công bố được, mà mới công bố nó mà nó không bị vướng bất cứ chuyện nào. Chứ nếu mà sơ sẩy kêu bằng người ta phát hiện được cái này thì nó cấm điều, nó không cho ra cái pháp môn này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi mình bố thí tài vật giúp cho người khác mà tâm vật lý không mong cầu, không khởi lên mong cầu điều gì, vậy cái nhân quả của mình sẽ như thế nào ạ? Mình nói đúng ra đó, ở thế giới này mình cầu thì nó lạc vào cái loại thánh. Còn mình giúp người ta mà ham muốn thôi, tôi ham muốn, tôi cho cái người đó hiểu cái này để tôi có công đức, đây là của ham muốn, gọi là ham muốn thanh tịnh đó. Ai mà ham muốn được vậy, cũng như là tôi ham muốn đào được vàng thì tôi có vàng tôi xài. Ham muốn tôi đào gốc cây thì gốc cây không có xài được, không có giá trị. Vì thế mà tu đạo Phật cũng phải ham muốn chứ đừng có mong cầu, chứ cầu nó khác. Mong cầu là có nghĩa là mình phải quỳ lụy cái người ở thế gian này nè, thì nó sai. Mình cầu rồi nó sẽ có cái hiện tượng đưa ra, là mấy ông thánh đưa ra rồi mình làm. Vì thế mà Đức Phật bảo đừng cầu mà ham muốn, có nghĩa cái tưởng ham muốn về Phật giới được. Còn cái tưởng ham muốn lên cõi trời thì nó đi theo cái quy luật vật lý của chiều dương. Vì thế mà trong đạo Phật sử dụng những cái danh từ rất chuẩn xác, không có sơ sở, không có sơ sót một cái danh từ nào hết. Chữ mong cầu, chữ cầu là mình phải cúi đầu. Ham muốn, tôi ham muốn vậy thôi, không có cầu ai, chỉ ham muốn mà. Ham muốn cái gì cũng được, nhưng mà ham muốn về Phật giới thì mình sẽ được công đức. Còn ham muốn đi chỗ này chỗ kia là phải phước đức. Đó, mình phải hiểu thế giới vật lý này mình mới tu cái Thiền Tông được. Còn nếu mình không hiểu cái quy tắc nhân quả vật lý âm dương trái đất này thì tu hoàn toàn bị sai. Rồi mình tu sai thì mấy ông thánh gạt mình. Gạt mình là sao? Bởi vì tại vì mình không có trí tuệ. Bởi vì bắt mọi người tu theo đạo Phật Thiền Tông, đầu tiên anh phải có trí tuệ, mà anh phải hiểu được cái công thức. Còn anh không có trí tuệ, không hiểu công thức thì hoàn toàn anh tu mù. Tu muốn giải thoát hoàn toàn không giải thoát được. Mà muốn tu để thành này thành kia trong thế giới này thì thành được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Cái suy nghĩ giúp cho người khác hiểu biết và giác ngộ giống như mình là cái suy nghĩ trong thanh tịnh. Vậy khi mình phát cái suy nghĩ thanh tịnh này, có một vị Phật nào đến giúp mình hay không, hay là mình tự thực hiện? Cái này á, mình mà suy nghĩ thanh tịnh thì chắc chắn mình coi chừng là ông thánh, ông Phật không có giúp mình đâu. Đây không có giúp. Nhưng mà cái ông thánh á, ông đến ông giả, ông giúp mình phải coi chừng cái chỗ này. Vì thế mà khi mình giúp người ta hiểu cái Thiền Tông này nè, mình cũng vẫn dưng nhớ là đừng có mừng, đừng có về đây để coi cái thái độ của người ta như thế nào.
mình phải coi thái độ người ta thật tình thì mình mới thật tình giúp. Còn coi chừng người ta vì danh vì lợi mà ta theo cái phép pháp môn này thì mình coi chừng nó sẽ mấy ông thánh hiện ra, rồi mình lẫn lộn giữa cái ông Phật thiệt và cái ông thánh, mình không hiểu nổi đây. Vì trong kinh Đức Phật có nói nè, Như Lai cao 10 trượng, Ma 9 trượng, có nghĩa là thua ổng có con đường giải thoát thôi. Có nghĩa là cái gì Đức Phật làm được thì thánh làm được. Nhưng mà thánh không làm còn được đường về Phật giới và không giải thích được cái công thức trở về Phật giới, thánh chỉ thua cái này thôi. À, thành ra nó sợ, Đức Phật sợ mình lầm. Vì thế mà ông phải dặn cho kỹ cái chuyện này. Khi công bố quyền ký ra là phải dặn cho kỹ cái phần này để kẻo lầm với ông thánh. Vì thế mà để bảo vệ cái thiền tông này, Đức Phật mới đưa ra cái bộ kinh Kim Ca. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, có nghĩa là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, để chỉ nó bảo đảm cái thiền tông này. Còn nếu mà nó không có cái tiêu chuẩn này, chắc chắn 100% là tu sai. Bởi vì có nhiều người nói vô thiền tông cái thấy này thấy kia nọ rồi cũng đi khoe người này người kia là chết. Thứ nhất, vô thiền tông mà suối làm là coi chừng ổng có chỗ ngay rồi. Vì thế mà có nhiều người vô thiền tông thấy được rồi làm này làm kia coi chừng. 100% là giả chứ không có ông nào thiệt. Ông Phật không có suối mà làm chuyện này đâu. Ông Phật biểu mà đừng tu mà, chứ đâu phải ông Phật biểu mình tu đâu mà ông suối mình làm cái này. Nó mình phải, bởi vì thành đã muốn tu đạo Phật phải bằng trí tuệ mới tu được. Không trí tuệ hoàn toàn tu chắc chắn là bị thánh lừa mình. Rồi con hỏi tiếp đi. Con thấy Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng pháp có nhiều điểm rất giống thiền tông, vậy cho con hỏi Hòa Thượng có biết, có hiểu về thiền tông hay không? Bây giờ muốn nói phải nêu cái gì giống. Chứ ổng từng tuyên bố, ổng nói là 40% của giáo lý đạo Phật thiền tông ổng nắm giữ. Nhưng mà tôi xem lại cái quyển sách của ổng viết 40% hoàn toàn không có gì vậy, dính dáng gì cái thiền tông hết. Còn muốn hỏi, bất cứ hỏi người nào thì phải trưng bày cái chuyện của người ta nói ra rồi tôi phân tích. Chứ giờ nói hỏi minh mông làm sao tôi phân tích được. Nói bây giờ nói ổng nói là ổng giảng thiền tông giống cái phần nào, nói cái đâu đó thì tôi sẽ phân tích được. Chứ bây giờ minh mông làm sao biết phân tích được. Thì nếu có thể hỏi cái người hỏi đó, mà nếu mà chứng minh được những cái mà giống đó thì đây tôi sẽ nói. Còn giờ hỏi chung chung sao biết được đâu nói. Mà nguyên tắc cái thiền tông không có được quyền chê người khác, mà chỉ cái chỗ sai, chỗ đúng, chỗ sai thôi, chứ không có chê. Thấy không? Mà tôi đã từng nói rằng muốn tu thiền tông phải quyền ký công bố ra. Mà nay công bố ra được 2.5 năm rồi đó. Ai sau 2.5 năm mà nghiên cứu cái quyền ký mới tu thiền tông đúng được. Còn những cái quyển sách trước là người ta viết về căn bản thôi, căn bản thế giới này thôi. Các quyển sách trước không có nói vấn đề giác ngộ giải thoát, không chỉ công thức luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhờ tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình trực tiếp. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Câu 1, con đọc sách về các vị tổ, thấy tổ Huệ Khả phải chặt đứt cánh tay của mình để xin tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy đạo. Vậy sự tích đó liệu có đúng không ạ? Con lặp lại. Cái tổ Huệ Khả chặt đứt cánh tay để cầu xin tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy đạo. Vậy sự tích đó là có đúng hay không ạ? Cái này á, nó sự thật là đúng chứ không phải không đâu. Là vì ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma qua bên nước Trung Hoa này, nó có hai cái thuyết. Một là ông cái bằng một vị dẫn ông Huệ Khả tới, và một cái phần là ông Huệ Khả
cương quyết. Nó có hai cái thuyết, nhưng mà cái thuyết chặt cánh tay là đúng nhất. Nghe không? Thành ra đây là người ta muốn nói rằng muốn mà đi vào cái thế giới thiền tông này thì anh phải hy sinh cả tánh mạng anh thì mới vô được. Vì thế cái thuyết mà chặt cánh tay là về sau các thiền sư thứ thiệt xác nhận là đúng. Rồi tất cả việc Tăng Sáng nè, rồi Đạo Tính nè, Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Quỳ Đăng xác nhận là cái câu chuyện này là đúng. Giữa cô vì thế mà cái câu chuyện bởi là nói là gan dạ mà, bởi vì trước khi mà gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ông sinh hoài 3 ngày ông quỳ dưới tuyết 3 ngày. Nhưng mà ông này không thấy cái mà cái hy sinh như vậy không có lớn. Nếu ông thật tình muốn tu theo cái giải thoát này thì ông phải hy sinh. Thì ông kia mới chặt cái cánh tay dần. Đây là cái thuyết rất đúng, chứ không phải xóa bỏ một cái gì. Mà bởi vì cái người xưa đó, người ta cầu đạo, người ta gian khổ lắm, chứ không phải như mình như bây giờ đâu. Mình nên nhớ rằng ông Lục Tổ Huệ Năng, ông đi 30 ngày đường mà ông đi bộ không? Có nghĩa là 30 ngày đường bằng đây đi ra Huế đó, chung ít đâu. Mà ông dám đi bộ, ông cầu đạo, cầu vậy, mãnh liệt như vậy đó. Thì người ta mới có kết quả được. Còn mình bây giờ đó thì đi ba tiếng tới mà 4 tiếng thăng trời rồi, thấy không? Thì nó cũng khó lắm. Nhưng mà mình cũng không chấp được là gì. Thời này gọi là thời nguyên tử, thời văn minh. Sống thời nào theo người nói, thời này không thể sống theo cái thời kỳ đồ đồng được. Thời là đi xe ô tô chứ không phải đi ngựa hoặc là đi bộ, thấy không? Thì cái thuyết này rất đúng. Rồi anh hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: thời An Dương Vương có Cao Lỗ chế được nỏ thần, vậy có phải Cao Lỗ cũng lấy được từ nền không gian, văn minh không gian không ạ? Cái nỏ thần này là nó lấy là trong A-la-hán á. Cái phần thông của A-la-hán lấy bằng cái lực điện từ. Cái nỏ thần nó lấy bằng thần thông, chứ không phải lấy nền văn minh không gian, mà nó lấy tất cả cái những gì mà tất cả những gì có trên cái đất này, nó khi nó mất nó phải trở về không gian hết. Nhưng mà ông tu á, ông chứng được cái thần thông của A-la-hán, thấy không? Ông sử dụng cái phép này, cái phép thuật nỏ thần này là nó bắn bằng cái gì? Nó bắn bằng điện dương. Thời đó nó đã chế được những cái ống rồi, nó có ống đồng rồi. Ống đồng thì nó nạp những cái hóa chất á, rồi nó cộng thêm cái điện dương nữa thì nó bắn nó mới phát ra được. Thấy không? Thành ra hồi xưa cái nỏ thần là đúng chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ nhiều sao người ta thiêu dệt thêm. Nhưng mà trước khi bắn cái nỏ thần này nè, nó phải có cái đội tuyên truyền đi trước. Ông đó thánh đó, bắn một cái là chết hết, trốn đi. Cái là một cái tâm lý chiến mà, gọi là tâm lý chiến đi trước, rồi giật lý chiến đi sau, nó mới thành công được. Thì người xưa nói thì thôi bây giờ mình chỉ thu gọn, mình chỉ lấy 50% thôi. Đừng có lấy đúng 100% vì người ta thiêu dệt thêm. Bởi vì trước khi muốn làm cái gì phải thiêu dệt trước, thì cái người đi sau mới dễ thành công. Gọi là tuyên truyền trước á. Chứ không lẽ là vô 10 nấc rồi còn tiếc cái nấc thang số 1 sao được. Phải bỏ. Vì thế mà trong kinh nói là qua sông bỏ bè cái chỗ này. Anh đạt được mục đích rồi thì tất cả nhiều phải bỏ. Còn những cái ban đầu mà người ta dạy mình tu này tu kia để gì? Để ta dụ mình đi theo. Dù mình đi theo, khi kết quả phải bỏ hết. Vì thế mà Đức Phật năm dạy năm pháp môn đầu chảy xong rồi 45 năm sau ông nó muốn dạy Phật giới không? Bỏ hết đi. Người nào mà kiến chấp chửi ông liền. Còn người nào không kiến chấp thì mới ngồi nghe ông. Mà nên nhớ rằng mấy ngàn người mà bỏ đi gần hết còn 1.250 người, nhưng mà cũng có một số lớn chửi ổng luôn. Chính ông Xá Lợi Phất là cái người mà gọi là công đức nhiều nhất cũng vẫn chửi như thường. Nói mình phải hiểu, vô cái thiền tông này nó cực kỳ khó chứ không phải dễ đâu. Vì thế mà tất cả những người tu mà không hiểu cái này thì hoàn toàn tu sai. Mà bây giờ mình nói tu sai, người ta nói mình là tà. Bây giờ biết làm sao giờ?
ông Phật đã chỉ đường hết rồi đó. Thì ra bây giờ chỉ cái nước lặp đi lặp lại nói tới nó lui để chi, để cho cái thiền tông này nó hộp thức quá, để xong rồi cái giáo lý đi ra. Thì tất cả những người tu mà được quyển giáo lý thì tất cả mười mấy cái quyển sách trước dẹp đi, xài một món thôi. Nó mình phải hiểu thế giới này nó là vậy. Mà bây giờ dễ vào giáo lý đi ra, thế giới này là thế giới vật lý, làm sao cái giáo lý đi ra nổi. Quyền ký vừa đi ra mà còn chịu không nổi, 60% còn chịu không nổi. Hỏi chứ ra 100% sao chịu nổi đây? Có nghĩa là thế giới này tất cả các tín ngưỡng hoàn toàn là tin sai sự thật. Muốn đúng sự thật thì phải học giáo lý. Tất cả các đạo nào không có giáo lý hoàn toàn tu tưởng tượng thì làm sao đúng được. Một vị toàn năng toàn giác viết ra mà mình còn chê thì hỏi chứ một phàm phu nói ra làm sao đúng được. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin bác nhắc lại tóm tắt công thức giải thoát để cho Phật tử Thiền Tông hiểu biết mà làm theo cho đúng ạ. Công thức giải thoát thì nó có 3 phần thôi. Còn bây giờ muốn con đường về Phật giới thì bây giờ nó ban quản trị có tặng con đường về Phật giới đó, thì xin cái đó đọc. Còn bây giờ công thức là gì? Mình phải ham muốn về, biết tạo công đức và biết công thức. Có vậy thôi, có 3 cái đó thôi, chứ đâu có gì nhiều. Mà ban đầu nếu mà nói dạy thì có 3 phần này thì ai theo? Phải dụ từ đi. Bây giờ ông Phật ví dụ dạy 45 năm, ông yêu bỏ hết. Thì bây giờ đây nói 10 năm, dẹp bả kia đi theo, muốn ấy đó. Từ khi công bố quyền ký ra thì tất cả cái 10 quyển sách trước dẹp. Mà nếu mà giáo lý ra đời, dẹp luôn cái quyền ký này luôn, là cái sau cùng rồi đó. Mình phải hiểu cái thế giới. Muốn học cái thiền tông này cực kỳ khó cho mày. Nó thử thách qua thử thách lại, rồi tới lui người nó sàn mà. Nó sàn người nào mà còn dính lại thì giải thoát. Còn người nào rớt xuống sàn thôi kể gì đi luân hồi tiếp. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong quyển sách số 7 có ghi lời dạy của Đức Thế Tôn: các ông chỉ cần khởi lên ước muốn thì màn vô minh liền xuất hiện. Con xin hỏi, việc trở về Phật giới phải có ước muốn thực mãnh liệt, vậy có bị ảnh hưởng bởi màn vô minh không ạ? Ham muốn mãnh liệt là mình ham đi con đường sáng. Còn ham muốn ở thế giới này gọi đi con đường tối. Vì tối là nó vô minh, con đường sáng sao vô minh nữa. Có nghĩa là tôi ham muốn đi học thì bắt buộc tôi đi học chữ. Còn tôi ham muốn đi uống rượu, đi làm này kia là đi vào trong cái đường sa đọa. Mình phải hiểu vậy, cũng phải ham muốn chứ không ham muốn làm sao cái mục đích mình đến này, ham đến. Bởi vì kêu bằng lục đạo luân hồi, muốn đâu vào đó. Còn cái mà nhất đạo giải thoát, ham muốn về Phật giới thì nó sẽ đi con đường Phật giới. Thì mình phải hiểu cái thế giới này, mình muốn cái gì thì được cái đấy. Muốn giải thoát được giải thoát, muốn làm trời được làm trời, muốn làm thần được làm thần, muốn làm thánh được làm thánh. Nó là vậy, phải ham muốn, cái gì cũng phải ham muốn hết. Nhưng mà mục đích sau cùng mình ham muốn là không có gì. Muốn giải thoát thì chắc chắn mình học đúng công thức giải thoát. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong quyển sách Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát có ý như sau: tu hành xin chuyển qua. Phật tử Thiền Tông hiểu biết thanh tịnh rỗng lặng hằng tri nhưng không thực hiện, họ cứ chạy đi kiếm tiền để có phương tiện tạo công đức. Đến khi chết, họ áp dụng nhất tự thiền, liệu có giải thoát được không ạ? Cái phần này nó không hên xui. Khi mà mình sắp lâm chung mà công đức ít mà mở được con mắt thì giải thoát được. Còn nếu mà trong
mất mà không mở con mắt được, dầu biểu la 10 tiếng buông nó cũng không thấy được nữa. Buông là cái gì? Buông đây là cái ông thần thử thách mình thôi. Cái sự thật đó là mình thấy đường là ông cho về rồi, nhưng mà sau cùng cũng phải thử cái, rồi sau cùng ông cô hồn phải thử 3 lần nữa. Chứ đã thấy đường là ông mừng rồi, ông cho dễ dầu tìm được một người thấy đường về Phật giới. Bây giờ mà nguyên tắc là ông phải thử công đức trung bình và công đức ít đều phải được qua thử hết, trừ trường hợp công đức vô lượng, đức trọng quỷ thần kinh, dòng họ không đến, tự do đi về. Nó mình hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp. Người tu thiền tông đang sống ở thế giới này phải sống như thế nào mới đúng với tư cách của người tu giải thoát? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, gặp cô hồn đập cô hồn rồi. Có nhà lo nhà, có cửa lo cửa, có tổ quốc lo tổ quốc. Là người tu thiền tông là người. Khi sinh hoạt bằng nhân nghĩa lễ trí tín. Người tu thiền tông, đây là lấy cái chuẩn. Đối đãi nhân nghĩa lễ trí tín, có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Đó là người tu thiền tông. Tổ quốc lâm nguy không thể ngồi đó gõ mõ mà đuổi ngoại xâm được. Nên nhớ rằng mình phải hiểu cái thế giới vật lý này nó là vậy thì mới tu thiền tông. Nhưng mà phải bằng trí tuệ, đừng có tu mù, đừng nghe ai nói gì đâu, mà phải kiểm nghiệm rằng cái gì nói đúng tôi tin, nói không đúng không tin. Đó là mọi người trí tuệ. Vì thế mà tất cả các tín ngưỡng khác tôi không dám nói nào, không, hoàn toàn không ai dám ngồi đó mà cho đấu chấp. Chỉ có cái thiền tông dám chơi cái kiểu này, cho đấu chấp tự do. Anh muốn hỏi hữu hình vô hình, trên trời dưới đất dưới địa ngục ta cũng nói luôn, kể cái hầm 10 tỷ năm ta cũng nói được luôn. Chưa có cái người nào, chưa có cái đạo nào mà dám nói cái hầm 10 tỷ. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Quan gọi là hầm lửa lớn, có nghĩa là cái hầm gần cái mặt trời, cái hầm mà gần cái hành tinh lửa ở trong trái đất á. Nó thiền tông mới dám vạch ra được cái này thôi. Còn tất cả kia hoàn toàn không biết gì hết. Nghĩa là biết chỉ cúng tụng lại xong. Tất cả các pháp môn khác cúng tụng lại cầu xin là xong. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhờ tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình tiếp ạ. Thưa Thầy, chúng con đọc tiếp phần trên là tại sao hiện nay trên trái đất này chỉ còn có 3 dòng tộc ạ? Ai nói trái đất 3 dòng tộc, nó là 4. Chứ ở đâu ai nói là 3 dòng tộc, nó vẫn 4. Nhưng mà này nè, mình vô đầu tiên mình vô cái dòng tộc A đi. Rồi mình mới sống ở trên này lăn lộn, rồi nó gieo nhân quả dòng tộc B, C, D vậy đó. Thì nó mới chan hòa hết 4 dòng tộc này. À, chứ ai nói là bà còn 3, vẫn 4 dòng tộc, vẫn là 4. Trời 4 phương Nam Bắc Đông Tây, không có phải trời 4 phương, 3 phương đâu. Thế giới này gọi là trời 4 phương Nam Bắc Đông Tây, chứ không có cái chuyện mà 3 phương. Vì thế dòng tộc bắt buộc phải đi theo 4 dòng tộc, chứ không có 3. Rồi, anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là ngôn ngữ, chữ viết và các kiến thức khoa học nằm ở nền văn minh không gian. Vậy sự xấu xa, giả dối, độc ác ở trái đất này có trở về nền văn minh không gian không ạ? Nên trong thế đất này gọi là thế giới âm dương, nền văn minh không gian nó cũng nằm trong cái này. Có nghĩa là ác nó cũng nằm trong không gian, mà phước nó cũng nằm trong không gian. Anh sử dụng ác nhiều, anh thuộc về ác là âm. Sử dụng từ thiện nhiều gọi là phước, là điện từ dương, có vậy thôi. Thế giới này ác hay là thiện nó cũng nằm không gian hết. Bởi vì khi mà con người ta mất chết hết đi thì nó phải trả hết về không gian chứ đâu. Thì bây giờ điển hình này nè,
Tất cả những cái gì mà ăn mình nói ở đây, giờ mình không còn nói, nó phải trải về không gian chứ đi đâu. Bây giờ có nhiều, bây giờ tôi nói thật như Google á, nó làm cái máy để nó phát ra, nó lấy tiền của mình, nhưng mà nó lưu ở đâu? Lưu không gian chứ đâu. Chứ có cái máy nào mà lớn mà bằng một cái bầu hoàng đạo đâu, thấy không? Thì nó phải về trong đó hết. Vì thế mà đợi khi loài người văn minh lên cao thì người ta nói nền văn minh không gian, người ta mới hiểu. Chứ ngày xưa nói nền văn minh không gian người ta không hiểu. Nói bây giờ lưu tất cả những gì có thế giới này trong không gian, người ta không có hiểu. Mà giờ Google nó đã chứng minh được cái này thì mới hiểu là nền văn minh không gian, ác thiện hay là không ác không thiện, nó cũng nằm ở trên đó hết chứ không chạy đâu hết. Ác thiện là do cái tưởng con người tạo ra, rồi con người chết hết không tưởng thì nó phải trở về đó chứ đi đâu. Giống như mình hít thở không khí, nó là đâu? Nó trong bàn bạc trên không gian chứ đâu. Mình hít thở thì nó ra vô bụng, hít thở thì nó trở về cái bàn bạc trong không gian chứ nó chạy đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là 36 vị tổ sư thiền tông, tất cả có 36 vị hay chỉ có 4 hoặc 5 vị luân hồi thay nhau tiếp nối mạch nguồn thiền tông để đi đến thời đời mạt thượng pháp này thôi ạ? Cái này anh hỏi vậy đó, anh bảo tôi là Muhammad rồi đó, đón số phận. Ông Phật bảo là ông Ma Ca Diếp truyền cho ông A Nan rồi theo dòng thiền tông đó thôi. Còn ông Phật có nói câu này, mấy ông muốn tạo công đức về Phật giới đi theo cái dòng thiền tông làm tổ, rồi biết ông nào theo, ông nào không theo, làm sao mình biết? Có nghĩa là ông Phật biết rằng cái dòng thiền tông này có 33 tổ được truyền thiền và 3 tổ không được truyền thiền, mà 3 tổ này nằm trong quyền ký. Vì thế mà ông Trần Nhân Tông mới viết được cái là cuộc đời và ngộ đạo 36 vị thủ thiền tông. Những người ta không nghiên cứu tới thì ta chỉ viết có 33 ông thôi. Còn cái ông Trần Nhân Tông này ông biết Đức Phật viết trong quyền ký của ông rỗng á, thì ông khi ông thành đạo rồi ông mới hiểu, thì ông mới lập ra thêm 3 tổ. Vì thế mà lập thêm 3 tổ ở yên tu hành, yên sơn tuyệt đẹp như tranh. Thì ông dạy, ông biết là phải lên trên núi yên tử ở luôn á. Ông Phật dạy mà. Cái câu này là ông Phật nói chứ không phải người khác nói đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thầy cho con hỏi là có trường hợp nào kiến tánh trước khi huyền ký Đức Phật truyền theo thiền tông được công bố ra? Nói đúng, có người kiến tánh nhiều lắm. Mà kiến tánh gì? Kiến tánh của hồn. Bởi vì người ta kiến tánh người ta mới lập đạo được. Còn nếu không kiến tánh không làm được. Có nghĩa là thấy bằng cái tánh linh thiêng đó. Người thế gian người ta nói là gọi là kiến tánh. Kiến tánh, nhưng mà trong này gọi là kiến tánh Phật thanh tịnh. Thiền tông nó nói đủ hơn. Còn đằng kia nó chỉ là kiến tánh. Kiến tánh thôi, nó không nói gì hết. Nó không nói là tiến tánh gì. Thiền tông nó kiến tánh Phật thanh tịnh, thấy bằng tánh Phật thanh tịnh. Còn bên kia thì nó cũng là, bởi vì thành đó là kiến tánh thành đạo. Thành đạo chứ không phải thành Phật. Cái thành đạo này nè, là thành đạo ở thế giới này. Vì thế mà hiện giờ ở thế giới nó có nhiều cái đạo, đạo A, đạo B, đạo C, thấy không? Tôi không dám nói thẳng. Còn mà đạo Phật nó là khác. Đạo Phật nó chia 6 pháp môn. Mà ngày xưa cũng, thí dụ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, nó vẫn là đạo, gọi là đạo tiểu thừa. Vì thế mà ở trong cái đạo đó là gọi là đạo Phật Thiền Tông. Nói đúng, đạo Phật tiểu thừa, đạo Phật trung thừa, đạo Phật đại thừa, đạo Phật niệm Phật, niệm chú. Mình phải hiểu cái thế giới này.
Vì Thiền Tông nó ra đời, nó giải thích từng ly từng tí, từng câu văn và từng cái chánh cái phết nữa, chứ không phải là nói khơi khơi được đâu. Vì thế mà nhờ cái này mà mới giải mã được tất cả những cái gì bí ẩn Đức Phật muốn nói. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là mong Thầy cho chúng con biết cốt tủy Thiền Tông gồm những gì ạ? Cái cốt tủy Thiền Tông thì nó có giác ngộ và giải thoát thôi, đâu có cái gì đâu nhiều. Giác ngộ là anh hiểu biết từ vật nhỏ cho đến hành tinh, gọi là giác ngộ. Giải thoát, biết cách thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi này, có nhiêu vậy thôi. Còn tất cả các nơi khác không ai dám dạy giải thoát là cái gì, mà không ai dạy giác ngộ là giác cái gì. Vì thế mà có nhiều người tôi thấy là một cụ nói là tôi tu niệm Phật sau cùng tôi giải thoát. Có vậy thôi là ông hỏi. Nhưng mà anh hỏi ông chứ cái giải thoát đi về đâu? Ông nói giảng sanh. Thì tôi mới nói là giảng là đến, sanh là sanh ra, đến chỗ đâu chi sanh ra. Nên nhớ có một điều, có sanh là phải có tử. Ông phải đến cái chỗ nào mà vô sanh mới gọi là giải thoát. Không sanh thì làm sao có tử. Còn thế giới này ở đâu cũng vậy, nếu có sanh là phải có tử. Giảng sanh nó vẫn còn trong quy luật sanh tử. Ông không chịu. Tôi nói không chịu, bữa nào về chùa đi, lập cái bàn đi, rồi tôi đấu chắc với ông, tôi đồng ý liền. Tôi cho ông mời bao nhiêu người cũng được, lại đây đấu chắc. Tôi bao ông đi bao nhiêu người, ông ở Sài Gòn chứ không gì đâu. Tôi bao hết, tôi bao cho ông xe 16 chỗ, ông muốn rủ nhiều rủ. Thiếu tôi bao thêm kiết nữa. Mà cách này khoảng tháng rồi đó mà ông trốn rồi, ông không gặp tôi nữa. Nhưng mà ông lại, ông tranh luận dữ lắm à, ông nói dữ lắm, bị ông tu tịnh độ mà. Ông tu tịnh độ, ông cứ binh cái tịnh độ ông đó. Tôi nói bây giờ anh chỉ cần giải thích chứ tịnh là cái gì, độ là gì, anh chỉ giải được giải thích hai chỗ này thôi. Ông không giải thích được. Rồi làm sao, tôi nói cái tịnh độ ông không biết rồi làm sao niệm Phật, niệm sao, ai giúp anh niệm. Ông không hiểu. Tôi nói anh tu, anh muốn chấp vấn một cái Thiền Tông, anh phải hiểu căn bản cái đạo của anh đã. Rồi anh mới thuyết phục được người ta. Còn anh không làm không được, anh đời tranh luận thì sao. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là con chuẩn bị một việc gì thì đều biết trước mấy tháng. Như vậy là Thánh giúp con hay do tàng thức những kiếp trước của con đã gặp ạ? Bây giờ đã muốn biết trước thì chỉ công toàn năng toàn giác thôi, còn mình đó, toàn nhớ tầm bậy thôi, đừng có biết kiếp trước. Mấy ông kia ông dẫn mình đó, chứ không có ai trời ơi. Thế giới này mình căn bản là ngũ thú tập cư, năm loài sống chung, mỗi người làm gì, nó cho mình biết để làm gì. Chính những biết này là nó mấy ông lang thang nhập vô để đi làm thầy bói để kiếm tiền đó, nó thiệt vậy chứ không có gì lạ đó. Đừng có tưởng, đừng, tất cả những cái gì trong thế giới này không có xài, đừng có sử dụng đó. Mình sử dụng nó là mình dính với nó đó. Muốn giải thoát thì cứ ai nói gì nói kệ, áp dụng cái câu chỉ cần bỏ chuyện thế gian, có vậy thôi. Bỏ chuyện thế gian, anh linh thiêng chuyện của anh tôi không biết. Tôi biết đường đi, công thức nó đã chỉ. Thì ra chừng nào có hoa tiêu sáng dẫn tôi ra trung tâm vận hành luân hồi tôi về, có vậy thôi. Còn đứng đây anh đừng có, chính cái mà mình biết trước này kia nọ là bắt đầu đi vào cái chấp ngã, rồi khoe ta thành thánh rồi đó. Thì thành thánh thì đúng chứ không phải không, thành thánh ở đây chứ không phải thành Phật thì thành Phật chứ không có thánh gì rồi đây. Tôi về đó tôi thành Phật thay thành thánh nó khác. Thành thánh là tôi có hiển linh á, gọi là thành thánh. Rồi tuổi thọ hết thánh rồi cũng phải quay trở lại, chứ không có chạy đường nào ở trời á. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là sự sống cho thực vật
từ đâu vào ạ? Sự sống thượng nhân thì bây giờ trên thế giới này nó là nó tự nhiên này, loài người nó cũng tự nhiên vậy. Cái đầu, cái khởi thủy, cái đầu con, cái hình thể con người đầu Đức Phật không tìm ra được. Nó trong cái vũ trụ này nó là vậy đó. Cây cỏ hoa đá, thần người ngạ quỷ nó cũng vậy đó. Nhưng mà con người ta nhào vô đây nó quay, nó giống như là cái máy đang quay, mình nhào vô dính gì nó quay cái đấy. Chứ cũng không hiểu. Bây giờ nếu mà nói là cái rút ban đầu thì không được, không ai một vị toàn năng toàn giác mà kêu bằng ngó lui về thời gian quá khứ, thời gian bao lâu nó cũng dường như nó không có cái đầu. Vì thế mà trong kinh Đức Phật thường nói là vô thủy vô chung. Vô thủy là không có cái đầu, mà vô chung là không có cái kết thúc. Nó dường như nó quay theo cái kiểu mà vòng tròn á, thấy không? Nó không có cái đầu. Nhưng mà bây giờ tu theo đạo Phật á là tu ở trong thế giới này sanh lão bệnh tử, đi ra ngoài trở về cái không sanh lão bệnh tử, có vậy thôi. Ở đây thì mang thân tứ đại hoặc là mang thân điện từ âm dương, còn về bên kia mang điện từ quang, không có âm dương. Vì thế mà nó không có lực hút. Ông Phật chỉ rõ đơn giản vậy thôi. Bởi vì khi Thiền Tông nó ra đời thì tất cả những gì tín ngưỡng dường như là không xài tới. Chứ tôi không phải bắt nghe, không xài, không ai tới xài. Giống như bây giờ tất cả những người biết Thiền Tông có còn đi cúng nữa không? Hoàn toàn không. Có còn đi lại ai nữa không? Rồi có còn có ai bị mê tín nữa không? Thì mong rằng những cái giải đáp này là những người hỏi vấn đề mà chứng đắc hay bỏ đi, thấy không? Để trở về cái thanh tịnh, mà sống với thanh tịnh đó. Thanh tịnh là mình không tưởng, còn mấy kia thấy này kia là rồi mình tưởng, tưởng nó mới ra, thấy không? Mình cố gắng. Bởi vì tất cả những người tu Thiền Tông sau cùng để thông suốt được cái này, để không còn tưởng nữa. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là tại sao những cảnh tượng gặp và trông giống như những cảnh đã từng trải qua, con không hiểu đó là do tàng thức hay là như thế nào ạ? Bây giờ cái phần đó nói tàng thức cũng đúng mà không phải tàng thức cũng đúng. Là vì khi mà bất cứ người này ở đây mà tưởng cái gì đó, một là trong tàng thức nó trồi ra, hai là ông Thánh hiện ra. Giờ muốn hỏi câu này thì phải diễn tả cái hoàn cảnh đó tôi sẽ nói đúng cho. Còn nói cái này tôi cũng phải nói phân hai. Anh tưởng thì tàng thức nó chạy ra. Tưởng thì là gì? Là cái truyền tống thức nó đẩy ra, là cái vật lý của tánh con người đó. Còn tưởng Thánh trợ giúp, phải xem xét cái kỹ như này. Mình coi nằm tưởng nào. Tưởng mà trong cái bằng truyền tống thức nó đưa ra nó khác, nó rất thanh. Còn mà cái mà của Thánh giúp á, nó có cái ảo giác. Nên nhớ rằng khi mà nằm chiêm bao hoặc bất cứ gì thì nó cái ảo giác chính là của Thánh. Còn mà tự nó thì nó phát ra, nó cách bình thường nó phát ra, đó là truyền tống thức. Trong cái tàng thức mà nó đưa ra, mà do một vị thần gọi là thần quản lý mình đó, nó đưa ra. Thần quản lý có gì? Chấm mình thực thi nhân quả và đưa những cái gì mà vô trong ổng quản lý hết. Ổng quản lý toàn diện mà. Ổng giống như người gác cửa vậy đó, đem vô cái gì ổng biết hết, xuất ra cái gì ổng biết hết. Đó, mình phải hiểu. Rồi sau cùng thực thi nhân quả. À, cuối đời anh hưởng phước ở đâu, đẩy anh vô đó, quăng anh nhào vô đó. Rồi, anh hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, tại sao hoa tiêu lại có các màu khác nhau ạ? Hoa tiêu có màu khác nhau phải không? Hoa tiêu á, thì nếu một vị Phật á, thì người ta sử dụng cái thuật của người ta gọi một vị Phật á, nó có cái thần thông,
nó có thần thông của A-la-hán á, người ta quay một cái dòng hoa tiêu, ta lấy điện dương người ta quay, ta tạo thành cái hoa tiêu dương được. Còn một cô hồn á, nó cũng sử dụng cái thần thông, nhưng mà thần thông của vật lý, vì thế mà nó không cách nào nó làm hoàn hảo như một vị Phật được. Thấy không? Cô hồn nó chỉ là thần thông hiển linh thôi. Còn một vị Phật sử dụng thần thông của A-la-hán, mà sử dụng thần thông tuyệt đỉnh của A-la-hán, thì nó mới tạo ra một cái sản phẩm là hoa tiêu rất đẹp. Rồng là điện từ dương không, không có bất cứ cái gì trong đó. Còn mà vị thánh thì đương nhiên là vụng về hơn, giống như thánh giống như là thủ công, làm nghề thủ công, không cách nào giống cái này không giống cái kia được. Còn cái kia ta bằng rập, có nghĩa là 10 cái y như vậy đó. Mình phải hiểu thế giới này vậy. Một vị Phật tạo hoa tiêu khác, một vị thánh tạo hoa tiêu khác là cái chỗ này. Một ông chuyên nghiệp và một ông không chuyên nghiệp. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tiếp theo, tại sao có thầy giảng là hạt minh châu để trong chậu nước, có nước, lúc sau chậu lại có nước? Con lặp lại. Tại sao có thầy giảng là hạt minh châu để trong chậu không có nước, một lúc sau thì lại có nước? Cái này cái thuật hút nước thôi, và minh châu là nó hút ánh sáng và hút nước. Hút nước nó thuộc về hút âm, còn hút ánh sáng điện là hút dương. Tùy theo anh để dưới nước thì nó hút mất, có nhiều cái để vô nó chạy mất luôn. Nó do cái lực phát của nó. Nó phát hút thì nó hút vô, nó phát đẩy nó đẩy ra, hạt minh châu nó có cái lực này. Thì đây giờ nói đúng ra đó, mình khoa học bây giờ nó chế này dễ chứ. Bây giờ cái máy bơm á, cũng bủng một cái máy bơm ha, mà nó chạy xuôi thì nó hút, mà nó quay ngược nó đẩy ra, có vậy thôi. Thì hạt minh châu nó cũng tương tự về cái này thôi. Nó chạy xuôi là nó hút vô rồi nó đẩy đi ra, còn cái kia nó hút nó từ trong nó đẩy ra, gọi là lực hút âm dương. Bây giờ các nhà cơ khí học ta đã nói ta chế được cái lực hút âm dương này rồi. Mình ở đây không biết, chứ bên nước ngoài cái máy lạnh của người ta, người ta gọi là cái máy hít. Trời nóng, lạnh nó tủa ra, trời lạnh nó thổi nóng vô, có vậy thôi. Đó là cái hạt minh châu nó tương tự. Bây giờ khoa học nó văn minh, nó chế được những cái này. Trên bên Mỹ thường thường tất cả các nhà nó đều có cái máy hít. Mùa lạnh thì nó thổi cho nóng, mùa nóng nó thổi cho lạnh. Nó là gọi là âm dương. Âm thì nó lạnh, dương thì nó nóng, có vậy thôi. Hạt minh châu nó giống cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thưa thầy, ham muốn thật mãnh liệt để trở về Phật giới được thể hiện như thế nào khi chúng con còn đang sống ở thế giới này và trong lúc cận tử nghiệp ạ? Nó lặp lại. Ham muốn thật mãnh liệt để trở về Phật giới được thể hiện như thế nào? Chứ ham muốn mãnh liệt này là mình ham muốn không dời đổi, quyết chí làm cho xong cái chỗ này, gọi là ham muốn mãnh liệt chỗ này. Bây giờ khi nào con ham muốn về Phật giới, có người nào cái đó, đừng, cái này nó đúng hơn nè, thì con vừa bỏ cái ham muốn này, con chạy qua bên kia. Thấy không? Có nghĩa là không dời đổi, ham muốn mãnh liệt là không dời đổi, cố gắng không dời đổi, gọi là ham mãnh liệt. Không ai lay chuyển được mình hết, gọi là ham muốn mãnh liệt. Không ai nói cái gì cũng không nghe, đó là gọi là ham muốn mãnh liệt. Thiền tông nếu muốn về thì phải cái này. Bởi vì thiền tông khi mình vô tu thiền tông thì rất nhiều cạm bẫy, người rủ cái này rồi rủ kia. Thì tôi đã nói rồi, khi mà công bố huyền ký rồi này, thì ông Thích Từ Thông ổng mới có in ra một cái quyển, ổng phát cho bên thiền tông qua cũng nhiều lắm, cũng qua bên đó nhiều lắm. Gọi là mấy người này không ham muốn mãnh liệt, đến nay người ta nói rồi, bây giờ chạy qua bên kia, chạy bên kia không được thì chạy qua. Là mấy cái người này là khó nha.
Tôi bảo đảm là khi mà lâm chung rồi, thánh nó dụ chừng một tăng là đã thua rồi, chứ đừng có nói gì hai tăng. Thấy không? Đó, phải bắt buộc phải ham miếng kiên cố chỗ này thì mới được, mới thành công được. Còn ham muốn mà không, nó bị lay chuyển rồi thì chắc chắn không giải thoát được. Vì thế mà trong truyền thiền đã nói rồi, 95% rút lui, 5% đi tới. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tiếp theo, khi trung ấm thân thức dậy, được một vị thần thả ra, vượt qua được thử thách của vị thánh, rồi được hoa tiêu của vị Phật dẫn ra ngoài sức hút của trái đất, thì quá trình đó gọi là vượt qua cửa hải triệu dương của trái đất này, có đúng không ạ? Này nói vậy không có hiểu, nói tắc quá không có hiểu. Mình phải hiểu thế này nè, trong thế giới này nếu mà mình có công đức rồi, nghĩa là quy luật luân hồi đó là ông thần thả mình đó, thả dù thả nhưng mà cũng vẫn còn trong cái quy luật hút sức hút, có nghĩa là tôi cho đi về muốn đi đâu đi, chứ không phải rồi đi ra gặp cái ông thánh ông dụ mình đi, ba ông dụ, nếu không ấy thì vô ổng. Khi mà ông thần ông thánh mà thất bại rồi đó thì bỏ hết, thì bắt đầu mình mới rơi, thì hoa tiêu của một vị Phật mới xuất hiện kéo mình đi ra ngoài sức hút của trái đất, ra ngoài đó đợi khi nào trái đất nó quay đúng vào trung tâm vận hành luân hồi thì vị Phật mới dẫn mình đi ra trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới. Cái lộ trình nó là vậy, chứ không phải là hoa tiêu xuất hiện đâu. Hoa tiêu có nghĩa là thế giới này từ chối rồi, thần thánh từ chối rồi thì rơi, có nghĩa là thả hoàn toàn rồi một vị Phật mới rước mình được. Thế giới này của người ta mà, nó chưa, người ta còn đang tranh lộn, tranh cãi nhau mà Phật đâu có dám xuất hiện được. Phải hiểu thế này, mà ra đó phải đợi. Bởi vì 365 ngày cái hành tinh này nó mới trở lại trung tâm vận hành luân hồi một lần thôi. Chỉ ông Phật mới biết được cái này. Ví dụ nó mới 365 ngày mà nó mới qua chừng 3 ngày thì phải còn nhiều, còn 362 ngày thì phải đợi. Mà đợi mà không có ông Phật giữ mình đó thì nó hút ngược vô. Rồi làm sao? Đợi đó mà không được cái tưởng à, ngồi đó tưởng hút vô rồi sao? Rồi luân hồi tiếp. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Vào trung tâm vận hành luân hồi thì phước đức và ác đức nó trở về thế gian này hết, chỉ còn công đức và tánh Phật nó đẩy đi ra ngoài, đi theo cái cửa hải triều dương về Phật giới, về bên đó mới đợi là định hình ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và thành Phật, là thành bên đó, đó. Công đức nhiều thì Phật lớn, công đức nhỏ Phật trung, công đức có chút xíu thành Phật con, có vậy thôi. Có nghĩa là Phật con di chuyển trong một cái tam giới thôi, hoặc là một hai cái tam giới gần thôi ha. Còn nếu Phật huynh thì được một tiểu thiên thế giới hoặc một trung thiên thế giới. Còn Phật đại thì muốn đi đâu đi, càng khôn vũ trụ muốn đi đâu đi. Đó, phải hiểu cái chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, con ngỗng chúa uống sữa, câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào ạ? Lặp lại. Câu chuyện con ngỗng chúa uống sữa có ý nghĩa như thế nào? Cái này là ông Phật, ông nói là một vị toàn năng, toàn giác mới làm vậy được thôi. Chứ còn con ngỗng chúa đâu, ở thế gian này làm gì có con ngỗng chúa. Có một vị toàn năng, toàn giác mới làm cái hoa tiêu hoàn chỉnh được. Còn có vị mà cô hồn nó không làm được. Chứ nói cho kêu một nói cho nó vui thôi, chứ sự thật á, đây là thí dụ cho một vị toàn năng, toàn giác làm cái gì cũng tốt hết. Còn một vị mà kêu bằng phàm phàm thánh thánh thì thôi, làm cái gì nó cũng vụng về. Thì người ta đưa con ngỗng chúa để mà thí dụ vậy thôi. Chứ mà ở nguyên đám mà có biết con nào con chúa, con nào con tôi là con tớ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Chúng con hiện đã hết câu hỏi, chúng con xin chân thành cảm ơn.
Câu hỏi tiếp theo, Phật tử Thiền Tông chưa minh tâm kiến tánh mà sử dụng cái hiểu biết của tánh người để chỉ dẫn người tu Thiền Tông, thì Phật tử này có bị nhân quả không gì không ạ? À? Thưa Thầy. Phật tử Thiền Tông chưa minh tâm, chưa kiến tánh mà sử dụng Phật tử Thiền Tông mà chưa gì? Chưa minh tâm, chưa kiến tánh được. Chưa minh tâm hả? Dạ. Chưa kiến tánh. Dạ. Rồi sao nữa? Mà sử dụng cái hiểu biết của tánh người để chỉ dẫn người tu Thiền Tông, thì Phật tử này có bị nhân quả gì không? Thưa Thầy. Ông Phật còn không dám sử dụng cái tánh ổng trong này, mà con người ở trong này mà sử dụng tánh người làm sao? Có nghĩa là nó không theo thế giới này á. Tất cả những gì mà con người sử dụng tánh con người, nó tùy theo cái nhân quả của con người, không thoát ra được đâu. Nó, mình phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Minh tâm gọi là gì? Là cái tánh, cái chữ tánh á, nó sáng ra. Ha. Ngày xưa bị người ta sử dụng cái tâm nó quen rồi bây giờ này. Chứ sự thật nó là minh tánh, cái tánh mình nó sáng ra. Minh tâm kiến tánh Như Lai. Kiến tánh là gì? Thấy bằng tánh Phật. Kiến tánh Như Lai là thấy bằng tánh Phật. Thì cái này chỉ mấy ông tổ đầu tiên mới có minh tâm kiến tánh thôi. Còn tất cả các tổ sau hoàn toàn không minh tâm kiến tánh luôn. Mà chỉ Phật viết cái gì đọc dạy lại cho người ta nghe thôi. Trên thầy đã đừng bởi vì thành ra nếu mà nói minh tâm kiến tánh ở đây để mà tu là sai. Nếu ông nói tôi minh tâm kiến tánh mà tôi tu, tại sao ông bảo trong kinh Kim Cang bảo là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma? Minh tâm mà tôi thấy rồi, tôi thấy ông Phật rồi. Kiến tánh là thấy ông Phật, thấy ông Như Lai ngồi đó một đống đó rồi. Ở thế giới này Như Lai là ai đâu? Hoàn toàn là giả hết. Vì thế mà người ta bảo là đừng có sử dụng bất cứ gì trong thế giới này. Muốn về học công thức về, ở đây đừng có tu hành, đừng có làm bất cứ gì hết. Muốn về còn muốn tu hành, muốn cầu xin được chứ không phải được. Ví dụ mình đi tới chỗ này mình cúng, mình xin phước này có nó giao cho mình. Nó thấy mình tiền có nhiều túi lại đi xin, nó móc mình trong túi mình có 1 triệu á, đang xin 100 ngàn, nó móc lấy 100 nè cho mày nè. Thì mình còn có 900 của mình, nó giao cho mình với ai đâu. Phước của mình thế giới này nó biết hết nha, tất cả được thánh thần nó biết hết. Trong nhà mình có gì nó biết hết. Nhưng mà thần không làm vậy, mà cô hồn ưa lừa ở chỗ này nè. Lừa để chi? Để cúng thôi. Mục đích là mấy ổng để ăn đồ cúng thôi chứ có làm gì đâu. Thứ hai nè, để cho cái cơ sở thờ ổng cho nó lớn vậy thôi. Chứ ổng giống như mình thôi, ở nhà nhỏ không chịu, muốn ở nhà lớn. Lớn nhỏ cũng là cái nhà. Mình ngủ được bao nhiêu đâu. Bởi vì cái Thiền Tông ra đời nó dẹp tất cả những mà chứng đắc ở trong trái đất này, dẹp hết. Nó muốn tu Thiền Tông là phải hiểu vậy mới được. Còn nếu mà tu Thiền Tông không hiểu này thì coi chừng bị lừa, hoàn toàn lừa hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Xin bác chỉ dạy, Phật tử Thiền Tông phải làm sao để dừng được luân hồi, và thực hiện như thế nào mới đạt được sự giải thoát? Câu hỏi này là của mấy ông vật lý hỏi. Sự giải thoát gì? Đã người ta nói rồi, Phật tử Thiền Tông bây giờ truyền thiền đi, rồi người ta sẽ cung cấp cho con đường về Phật giới. Đọc hết 11 quyển sách đi, thì trong đó thì nói rất nhiều đường đi đâu ta giải thích cho mình nghe. Mình phải đọc hết mấy quyển sách này. Chứ còn sự giải thoát gì? Đây không có sự giải thoát gì đó. Đây anh muốn giải thoát, anh tạo công đức anh về, biết đường về. Anh phải ham muốn, đừng có nghe ai hết á. Chứ ham muốn mãnh liệt là đừng nghe ai hết. Ai nói câu hồ không đồng ý, có nghĩa là tôi hiểu rồi đó. Tôi hiểu con đường đi rồi, anh đừng có giả, đừng có dụ tôi mất công lắm. Gọi là ham muốn mãnh liệt chỗ đó. Ba tiêu chuẩn này anh phải làm cho đúng thì anh giải thoát được. Thì giải thoát là nói
Giải này đi ra ngoài sức hút vật lý, nó chỉ giải thoát cho nó quay vậy thôi, chứ giải cái gì? Mình chạy ra mình trốn, còn bây giờ anh giải nổi không? Sức hút vật lý mình giải nổi không? Còn cái tôi tìm cách tôi bò ra, đi ra, không có giải vậy. Đi mất bình thường. Chứ đừng có nói là tôi làm này làm kia tôi giải thoát, à, còn lâu, càng làm càng chết. Duy nhất chỉ tạo công đức thôi. Tạo công đức cũng không làm nữa. Công đức có nghĩa là nói cho người ta biết, ờ cái này là nó vậy, ta hiểu thôi, đâu mình đâu có làm gì dụng công gì đâu. Mình không làm bất cứ gì mà chỉ cho người ta biết, à, muốn về Phật giới thì phải có công đức. Công đức làm như thế này nè thì mới về Phật giới được. Về Phật giới thì gọi là giải thoát cho cái tiếng, gọi là cái tiếng thế gian này thôi. Chứ về Phật giới, về, đi về ra đó là vô sanh, là không có sanh tử nữa. Thì ở ngoài bên đó thì gọi là giải thoát. Chứ giải cái gì? Ở đây không có giải gì trời. Anh nhúc nhích là nó theo vật lý rồi. Anh muốn không nhúc nhích thì đi ra ngoài, anh về bên kia cả. Bên kia nó không có sức hút vật lý. Anh về đó, đó sống đó. Anh muốn đi nhanh lắm, mang bằng điện từ quang. Ở đây mang bằng tứ đại hoặc bằng điện từ âm dương thì đi theo tốc độ của quy lực của nó. Còn đi ra điện từ quang đi theo tốc độ của nó. Nó hiện đâu, có đâu hiện đó, chứ không phải đi như mình đâu. Ví dụ mà ông Phật từ hành tinh này qua, từ tam giới này qua tam giới khác, muốn đâu hiện đó, có vậy thôi. Vì thế mà bây giờ văn minh rồi, ví dụ mình nói ở đây, ai có cái máy bên Mỹ bắt nhận ra mình đang ở bển đó, giờ ở bên Mỹ cũng được, bên Nga, bên Tàu, ở đây trùm khắp, tất cả ngồi đây nó trùm khắp, muốn người nào bắt thì nó thấy người đó. Nó bây giờ nó theo cái quy luật của nó mà. Vì thế mà ông Phật mở đầu, Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Chân tánh là gì? Thấy nghe nói biết, theo cái Phật này khắp nơi. Muốn hành là muốn cái gì, muốn làm là. Thì cái này nó bây giờ nó văn minh thì mới giải thích được cái này. Chứ ngày xưa nó hỏi Phật là gì? Giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn, giác tùm lum mà không biết giác. Rồi hỏi chứ về Phật giới giải thoát làm sao? Ngồi đó suy nghĩ. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác nói A-la-hán là cao nhất của tu vật lý. Nhưng theo thông thiên học thì có tới 9 lần điểm đạo. A-la-hán là đạt điểm đạo bậc 4. Các vị A-sê-kha là bậc 5. Các vị Chô-hen là bậc 6. Đức Rít ở bậc 7. Phật Gautama bậc 8. Đức Sanat Kumara ở bậc 9. Vậy những cấp bậc này có ý nghĩa gì ạ? Điểm đạo là điểm gì? Phật Gautama có phải là Phật Thích Ca không ạ? Bây giờ câu hỏi này con hỏi từ phần đi, cho nói nghe, cho nó dài quá. Cái này thuộc về mấy cái ông tiểu thừa ở trong cái kinh đó, tôi biết á, ở trong cái kinh Pháp Cú dẫn cái chuyện này. Nhưng mà giờ con muốn giải quyết cái chuyện này, con hỏi từ câu từng ý thôi. Dạ. Ha. Điểm đạo là gì ạ? Cái gì? Điểm đạo. Điểm đạo à? Điểm đạo. Điểm đạo. Điện, điện hả? Điểm. Điểm. Nghiệp hả? Điểm đạo. Điểm á bác, điểm, điểm số. Điểm hả? Điểm đạo hả? Bởi vì tôi nói mấy cái này là cái ông vật lý. Bởi vì ngồi tu, ông nói là tôi sẽ điểm cái chỗ này, anh ngộ đạo. Chứ điểm đạo, điểm là gõ vô một cái. Rồi cái nó phát hiện ra. Phát hiện ra cái linh thiêng, người ta nói là điểm đạo. Của cái bên cái tiểu thừa, nó ưa sử dụng cái danh từ này. Gọi là điểm đạo, rồi. Phật Gautama có phải là Phật Thích Ca không? Phật Gautama, Phật. Phật Gautama có phải là Phật Thích Ca hay không? Gautama phải không? Gautama là giống như con ở nhà, con ở thế, ở gia đình con á, con tên Thúy chứ. Mẹ con vừa mới đọc nó tên con gì? Tên con gái. Cái này là cái danh từ ngày xưa mà cái ta gọi là cái tiếng cúng cơm á, mình đây gọi là tiếng cúng cơm. Gautama. Rồi coi là cái Gautama này là khi mà
ông đi tu mà ông tuyên bố ông đắc đạo thì mới có danh từ Gotama, chứ ngày xưa ông là Cồ Đàm, ông đẻ ra là Thái tử Cồ Đàm. Còn Gotama chỉ là Gotama là giác ngộ, đứng giác ngộ, có nghĩa là ông thành đạo, gọi là đấng Gotama, chứ không phải là nãy rồi là cái gì? Dạ, ý tiếp có theo, phải là gì? Dạ, ý tiếp theo là thông thiên học tu theo công thức của cõi trời Thượng Đế, đúng không ạ? Không, thông thiên học là tu theo Lão Tử. Thượng Đế không, Thiên Đế không có. Bây giờ Đức Chúa Trời lập ra đó, tu để mà cầu nguyện lên đó, chứ không có thông thiên. Nhưng mà tất cả những người mà tu theo đạo Chúa đó thì phải có cái bằng gọi là thần học. Cái bằng thần học này ngồi thiền thông được, thông được cái cõi vô hình, chứ không phải là thông thiên. Không, lên thiên không nổi đâu. Thông thiên là đi qua cái vùng khác. Thông thiên học này nó xuất phát từ cái điểm là những người tu mà thấy được cõi vô hình và thấy cõi cao hơn. Cõi vô hình thấp gọi là cái cõi của hồn đó. Còn thông thiên là thấy cái cõi trên núi đó. Là ai nhìn thấy được của hồn Chúa đó, mấy người giỏi đó. Nếu mà tu mà thấy được những người trên đỉnh núi đó, thì gọi là thông thiên. Vì thế mà ở Việt Nam mình, Thánh Chúa ở đâu? Ở Everest, ở gì Phan Xi Păng á, thấy không? Còn mà Thánh Chủ quốc gia nó nằm ở Everest á, ở Mà Lạp Sơn đó. Mấy người đó gọi là thông thiên á, tu luyện để rồi nhìn thấy được cái các cõi đó gọi là thông thiên. Chứ làm sao mà thiên mình biết nằm ở đâu? Cái bầu hoàng đạo một còn không biết mà làm sao biết cái bầu hoàng đạo. Thiên nó nằm ở trên bầu hoàng đạo 2, 3 và 4. Mà làm sao mà khả năng con người không vượt qua cái quy luật này. Quy vật lý con người chỉ là nằm vòng vòng ở trên trái đất thôi. Trao Everest 8.000 thước thì cao lắm, lại lên tới 10.000 thước là cùng, chứ không lên nổi. Gọi là thông thiên học. Nó lấy từ cái hiển linh này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. A-la-hán có chứng được huệ nhãn không, thưa thầy? A-la-hán có chứng được huệ nhãn không ạ? A-la-hán thì nó có thần thông. Nó vẫn có huệ nhãn, nhưng mà huệ nhãn của một vị thánh A-la-hán thì nó nhìn thấy trong cái trái đất này thôi. Còn một huệ nhãn của một vị Phật là thấy một cái tam giới nó rộng hơn, nó thấy được cả tam giới và nó thấy được cái tất cả cõi vô hình ở các hành tinh, các tam giới khác nữa, nó có rộng rãi vậy đó. Huệ nhãn Phật khác, huệ nhãn A-la-hán khác, huệ nhãn con người khác. Con người mà nhìn thấy cái cõi của hồn gọi là huệ nhãn của hồn thôi. Vì thế mà nhiều ông thầy nói mình sắp mình đến mình xem bói, ổng biết ổng thấy mình đến rồi, thì có khác nào giờ camera nó quay không, nó quay mình đến có vậy thôi. Thì giờ camera nó quay, nó thế là cái văn minh của người xưa, bởi vì Đức Phật nói chuyện này mấy ngàn năm rồi, bây giờ mới lặp lại thôi. Mà lặp lại mà cũng người tin người không tin, chứ không phải là ai cũng tin hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Tu như thế nào để đến cõi trời phi phi tưởng? Trời phi phi tưởng là con tu vậy nè. Con làm phước thiện cho thật nhiều đi. Con đừng có tưởng về trò trần. Đừng có mở một khái niệm nào hết. Khi chết rồi, thí dụ con tu mà muốn lên Ngọc Hoàng, thì nó cái hình ảnh Ngọc Hoàng nó nằm ở trong đó. Thì ông thần thực thi nhân quả đẩy mình vô đó. Còn phi phi tưởng là mình không có tưởng gì hết. Ủa này nó có phước quá mà giờ nó không tưởng giờ nó đi đâu? Phải đẩy vô cõi trời vô sắc, nằm ở trong cõi trời đó, đó. Có nghĩa là mình làm phước mà đừng có tưởng cái gì hết, là chắc chắn phải vô cõi trời phi phi tưởng. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Tại sao khi con ngồi nghe giải đáp ở chánh điện được một lúc là con bị buồn ngủ? Xin thầy giải thích giúp con ạ. Thì vô đây, vô chánh điện này mà không được thì
sao thánh nó nhiều nó không chịu, nó suối mình đi ra thôi, cho mình đi về kiếm chỗ mình ngủ thôi. Cái đó là gọi là thánh, mà gọi là thánh cũng khá đó. Chứ còn thánh nhỏ nhỏ vừa vô đây vừa la tiếng nó chạy rồi. Vô thánh nhỏ nhỏ nha, vô tới cửa thôi chứ đừng có vô bước vô trên điện nổi đâu. Thấy không? Thì mình phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Bởi vì tại sao có nhiều người chơi bùa ngải vô cái chùa này không được. Đâu có ai yếm gì đâu, chùa này tìm cũng không có ai yếm gì đó. Nhưng mà tại có lực, cái lực ông Phật cầm gành sen đây nó phát ra cái lực dương. Nó thành ra mấy cái người kia, mấy người âm đã chịu không nổi thôi. Này thế giới gọi là phản ứng vật lý đơn giản vậy thôi. Mà thế gian ta gọi là phản ứng hóa học. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin Thầy giải thích giúp con câu trí thế tự nhiên tách rời. Trí thế tự nhiên tách rời. Trí thế dẹp rồi chứ sao tách rời. Có nghĩa là khi mà con ngộ đạo rồi đó thì cái gì là tánh Phật làm thôi, chứ còn cái tiếng cái trí của thế gian đừng có xen vô. Thấy không? Có nghĩa là con ngộ đạo rồi con phải làm theo sự hướng dẫn của tánh Phật. Nên nhớ tất cả những người mà khi ngộ đạo rồi con làm cái gì dường như có người dẫn con đi, dẫn con làm. Đó là phải dạy cái đó gọi là tánh Phật hướng mình làm á. Mà chỉ người nào thật tình ngộ đạo mới được cái này. Còn nếu mình mà không thực tình mình muốn thì ông Thánh giúp mình theo dẫn mình đi. Lẫn lộn giữa Phật và Thánh khó phân biệt lắm. Trí thế con dẹp được rồi, chỉ để tánh Phật làm mà thôi. Nó phải hiểu vậy là mà hai cái này phải phân biệt cái nào Thánh, cái nào của Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Đăng Trung ở Hà Nội có hỏi như sau. Kính xin Thầy chỉ rõ da, thịt, xương, não của Tiền Thông là gì ạ? Trong này Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói là da, thịt, gân, xương, tủy, não nó thuộc về đất. Thấy không? Cái này là phân tích. Trong Kinh Thủ Nghiêm đó là chất cứng gọi là da, thịt, gân, xương, tủy, não, vân vân. Cái chất gì cứng trong người mình nó thuộc về đất. Cái hơi không khí gọi là gió, ấm gọi là lửa, báo mũ mồ hôi gọi là nước, gọi là tứ đại. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm không giải cái vấn đề mà điện từ, cái gì quấn cột cái này lại, không giải. Mà cái này phải đợi cho Thiền Tông giải, chứ Kinh Thủ Lăng Nghiêm không được quyền giải cái này. Nó phải hiểu thế giới vật lý nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Tánh Phật và Phật tánh giống và khác nhau như thế nào? Cái gì? Phật tánh, tánh Phật hả? Cái này là đảo ngữ thôi. Tiếng Việt Nam với tiếng Tàu giống nhau thôi. Tiếng Việt Nam, tiếng Tàu. Tiếng Việt Nam đó là tiếng Tàu nói đảo ngữ, còn tiếng của mình là nói không đảo ngữ, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp. Một người không nghi và tin tưởng tuyệt đối vào thanh tịnh thiền thì họ đang ở trạng thái gì? Tu cái thiền tông này nè, nó khó cái chỗ này nè. Bây giờ mình chỉ biết thiền tông, trước khi thiền tông thì phải học rồi giác ngộ giải thoát thì mới tu được. Còn mình chưa biết rồi vô đây rồi tưởng tượng đủ thứ hết thì không được. Bởi vì tu thiền tông bắt buộc anh phải học cái quyền ký trước, học cái công thức giác ngộ giải thoát trước, rồi học cái ngũ thú tập cư, rồi học cái tổ chức một tam giới, Phật giới, nhân quả luân hồi. Anh phải nắm được mấy cái căn bản này thì anh mới tu thiền tông được. Còn không nắm được cái căn bản này thì hoàn toàn nó sai hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo, tu và tu vật lý là như thế nào? Sao thiền tông không tu mà lại thành Phật?
Thưa Thầy, tu vật lý là tu chứng đắc. Có nghĩa là do tôi tu thành cái gì gọi là vật lý, gọi là vật lý nhân quả điện từ âm dương. Nói đúng của nó là vật lý nhân quả điện từ âm dương là vật lý. Còn tu thiền tông, chữ tu là người ta nói gì thôi chứ không có tu. Vì thế mà muốn tu thiền tông thì phải học công thức trước khi giác ngộ là cái gì, tánh Phật là gì, tánh người như thế nào, hành. Bởi vì người ta nói là trong cái quyển số 3 người nói là hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Nhớ nè, hành đúng lời Phật dạy nha, chứ không phải là tu. Đó mình nói đó, bắt đầu người ta mở đi vào quyển số 3, bắt đầu người ta mở từ từ cho mình hiểu cái này. Vì thế mà khi thiền tông ra đời nó phá, mà nó phá thì cái những người mà tu chứng đắc ngày xưa nó quen rồi, không có thể vô chịu này, vô chịu cái này nổi. Bởi vì cái ngày xưa đó mình tu là mình tu trong bóng tối, bây giờ ánh sáng đưa vô cái bóng tối rồi mất chớ giới liền, không biết, không có thủ tục lễ nghi bất cứ gì hết, thì người ta chịu không nổi vậy thôi. Nó khó, bởi vì cái thiền tông nó khó, bởi vì phải đợi cho khi nào loài người văn minh lên cao, nói tới đâu phải giải lý tới đó và chứng minh tới đó thì người ta mới chấp nhận. Nhưng mà có chấp nhận cỡ nào tiền thiền cũng 95 quay đầu, có 5 người đi tới thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Người không tu câu hỏi đầu tiên của chị Hoàng Thị Thủy. Người không tu gì cả mà chị cúng thờ Cửu Hiền, thầy giải thích giùm con Cửu Hiền Thất Tổ là mấy đời và cúng thờ như thế nào cho đúng ạ? Thờ Cửu Hiền thì theo ông bà mình là người lớn ở trên, thằng cố trên là ông ở dưới, thờ cha mẹ ở dưới là thờ kêu bằng mà Cửu Hiền Thất Tổ là cái lớp trên, lớp ông cố ở trên, rồi ông nội bà nội ở dưới, rồi cha mẹ mình là thờ vậy. Nhưng mà nói Cửu Hiền Thất Tổ như cao đó mà thờ ông nội mình là với cha mẹ tới mức rồi thôi. Chứ còn Cửu Hiền Thất Tổ đó là bảy chín cái dòng họ đó, là Cửu Hiền chín cái dòng họ, Thất Tổ là bảy cái đời tổ. Đó, thành ra mình nói cho nó vui chứ chờ, còn mình ở đây mình chỉ thờ ông bà cha mẹ cao lắm là ông thôi, bởi vì thế hệ sau nó đã bỏ rồi đó, mình nói cho nó đúng rồi. Bà trên cái bằng cái mạng đó ta có chỉ cách thờ Cửu Hiền đó, mình thờ coi trên mạng đó, đúng hơn với cách trang trí. Còn nếu mình tu thiền tông thì nó trên mạng nó không có cách chỉ thờ thiền tông và Cửu Hiền Thất Tổ trên mạng. Chịu khó lên mạng coi nó dễ hơn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Quyển sách có tiêu đề hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Lỡ như có những Phật tử hành không đúng lời Đức Phật dạy thì người nào mới có khả năng giúp những Phật tử này sửa sai? Nói đúng ra là tu thiền tông thì tâm trí phải bình thường thì tu mới đúng. Ở ngoài không ai giúp được cho mình hết. Mình quyết tu thiền tông thì đọc sách lại cho kỹ, thật kỹ. Mà nhớ một điều là phải học cái căn bản của cái thiền tông rồi bắt đầu mới vào. Mình không hiểu căn bản thiền tông thì chắc chắn bị sai, 100% là sai. Căn bản như thế nào? Trước mắt tánh người, tánh Phật phải biết. Thứ hai, trái đất này là ngũ thú tập cư, nhiệm vụ của mỗi loài. Thứ ba, tổ chức một tam giới, đặc biệt là hiển linh là do ai làm ra, linh thiêng quyền bí tại sao có, Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đâu, tịnh độ nằm ở chỗ nào, phải hiểu căn bản này. Rồi hiểu vậy chứ cái Phật giới nó nằm ở đâu, hiểu được căn bản này thì tu thiền tông mới đúng được. Còn không hiểu, không kia, còn không có hiểu được căn bản này thì tu là tu tưởng. Vì thế mà cái tưởng nó ra tới 84.000 cái tưởng thì làm sao biết cái tưởng nào đúng.
À, phải tu thiền tông thì bắt đầu phải đi vô học cái công thức của nó. Bây giờ bị cái quyển giáo lý á, nó chưa có xuất bản được. Chứ nếu quyển giáo lý mà xuất bản được rồi đó, thì tu thiền tông rất dễ, không có gì khó khăn hết. Tất cả mấy chục quyển sách vô viết gì viết bỏ, nhưng mà thiền vô giáo lý là nó chạy từ căn bản. Thấy không? Từ căn bản đến chuyên sâu, nó giống như cái thang mà nó bắt cho con người ta đi từ thấp lên cao rồi đó, đạt đến mục đích. Nhưng mà tại giờ cái quyển giáo lý không có xuất bản được. Mà quyển giáo lý muốn xuất bản thì nó phải xuất bản tuần tự bằng luật pháp, chứ không phải xuất bản bình thường được. Xuất bản bình thường một cái là chết à, thấy không? Cái người xuất bản chịu không nổi đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Phật tử thiền tông mà đụng cái gì cũng bị dính mắt, nhưng họ lại đi hướng dẫn cho người khác tu thiền tông. Vậy Phật tử này có bị nhân quả gì nơi thế giới vật lý này không ạ? Cái này là chắc chắn bị nhân quả. Có nghĩa là mình thầy phải cho thầy cho chuẩn, thợ cũng vậy, thợ cho chuẩn thì mới đi dạy người ta được. Còn mình cái bằng ấp a ấp úng đi nói người ta là nó kẹt. Cái gì, bởi cái thế giới nhân quả này làm cái gì mở miệng ra là đâu có nhân quả rồi đó. Phải chú ý cái chỗ này. Còn thiền tông, cái thế giới vật lý á, nó về nhân quả vật lý thì nó không sao, nó rất nhẹ nhàng. Mà cái thiền tông mà nó đã dính rồi thì cái nhân quả rất mạnh. Thiền tông giống như đi phi cơ, đi máy bay, rớt là chết chứ không có chuyện mà rớt mà gãy giò đó, không có chuyện đó đâu. Còn tu vật lý giống như mình chạy xe, năm ăn năm thua, còn sống còn chết á. Thiền tông coi chừng đụng cái mông rớt máy bay rớt không có ai sống đâu. Nó phải hiểu cái thế giới kêu bằng thiền tông không phải đơn giản như người ta tưởng đâu. Mấy ông tổ, ba mươi mấy ông tổ nói vậy chứ sự thật cái ẩn ý của ông không nói ra được đâu. Mà đợi Long Nữ công bố cái quyền ký ra thì mới nói bằng sự thật được. Giờ suy nghĩ thì trước khi chưa công bố quyền ký, ai biết Phật tánh là gì? Hoàn toàn không ai biết. Tánh người làm sao? Nhân quả không biết, luân hồi không biết. Nói tôi tu giải thoát mà có chùa nào hiểu chữ giải thoát không? Đó. Nói tôi tu để tôi giác ngộ mà có chùa nào để giác ngộ? Mấy chục ngàn ngôi chùa ở Việt Nam hoàn toàn không mà hiểu cái này. Vì thế mà thiền tông nó ra phải kỹ lưỡng. Bởi vì trước khi người ta muốn ra này, ta phải viết mười mấy cái quyển sách để ta dẫn còn ta đi đến. Khi công bố quyền ký rồi, ta nó mới chuyên sâu vào cái thiền tông được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, một người sống ở cõi Nam Thiên Bộ Châu, chết luân hồi đi nơi khác trong tam giới. Khi trở lại làm người, có bị bắt buộc phải trở lại Nam Thiên Bộ Châu không? Có được chọn lựa cõi người khác để sống không, thưa thầy? Nam Thiện Bộ Châu, bây giờ giống như mình nè, mình ở nước Việt Nam đi chơi ở đâu á, sau cùng phải về Việt Nam chứ không có thể qua nước khác sống được. Mình ở đây gọi là Nam Diêm Phù Đề, đi đâu đi nó phải trở về Nam Diêm Phù Đề. Là vì đầu tiên mình vô đây và ở trái đất này thì ở suốt bao nhiêu năm cũng được. Trái đất này nó có bể đi nữa thì trái Nam Diêm Phù Đề khác nó thế. Bởi vì thành ra cái ông Xá Lợi Phất, ông sống bốn trái đất ở trong cái Nam Diêm Phù Đề này. Sống bốn trái đất có nghĩa là 10 tỷ năm một cái mà ông sống bốn cái. Phải gần 40 tỷ năm không? Đó, mình bởi vì tính cái thời gian của cái thời gian mà của cái trái đất này mình tính từ tỷ, còn mình nó tính từ năm, chứ còn trái đất nó tính từ tỷ năm. Có nghĩa là cái hệ thống đây giống như mình ở đây mình tu tịnh độ thì chết lên giảng sanh lên nước A Di Đà. Vì đây cái hệ thống đó mà sáu trái đất thì nó có sáu cái nước tịnh độ, thì mỗi một nước nó đi theo cái hệ thống của nó. Mình đi đâu đi sau cùng phải về đây mới về Phật giới được. Chứ đi qua nước khác ai tiếp. Giống như mình có cái nhà mà ở Việt Nam, rồi mình đi chơi đã, rồi mình không về Việt Nam, không về nhà, mình đi đâu? Qua gì, qua nước khác, nó đâu có biết mình đâu, nó đâu cho vô. Thấy không?
phải hiểu căn bản vậy thì mới hiểu được cái hệ thống thiền tông được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi của vị tiếp theo là Lương Hoàng Phong ở Trảng Bom, Đồng Nai. Câu hỏi như sau: trong kinh Địa Tạng có phẩm Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Bà La Môn Nữ vì mẹ mà tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, sắm sửa lễ Phật, cúng dường Phật, niệm Phật mà mẹ thoát địa ngục, vậy đúng không ạ? Tất cả về vật lý thì cúng con hết đó, đó là cúng để tạo phước cho mẹ đó, được, thấy không? Nhưng mà cái chữ công đức này nè, nó khi xuất hiện thiền tông ra mới chuẩn được, mới nói được. Chứ trước khi thiền tông quyền ký chưa công bố ra thì chữ công đức hoàn toàn người ta sử dụng sai. Điển hình như vua Lương Võ Đế là một vị vua mà còn không biết công đức là cái gì. Các chùa mà ông không có công đức, mà bởi đạp lợi tổ Bồ Đề Đạt Ma nói cái là ông chửi, ông khùng. Tôi làm mấy chục cái ngôi chùa mà không có công đức. Đó, thành ra phải đợi cái thiền tông ra đời rồi người ta mới giải thích được chứ công đức, phước đức và ác đức. Thế gian này nó có hai cái đức, luân hồi thì phước đức và ác đức. Công đức đi ra, công đức không có xài trong thế giới này. Người ta không có hiểu cái nguyên tắc này. Bởi vì muốn học tu thiền tông phải hiểu cái nguyên tắc vật lý thì mới thoát ra được cái quy luật này. Còn không hiểu thế giới vật lý thì hoàn toàn không thoát ra được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, tại câu tiếp theo: tại sao trong hội Hoa Nghiêm các ngài Bồ Tát lớn như ngài Văn Thù, Phổ Hiền đều nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ạ? Thế này là người ta độ người ở trong thế giới này, trên thế giới vật lý. Khi nào mà thiền tông ra đời thì mới nói chỉ con đường về Phật giới thôi. Còn tất cả kia, bởi vì ngày xưa tại sao mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa chết cũng phải giảng sanh chứ đâu có thể giải thoát được đâu. Nó bả có công cu mang một vị Phật là bả có phước đức thì bả giảng sanh lên các cõi trời. Khi nào muốn về Phật giới có công đức, nhưng mà lúc đó ai dạy công đức? Một vị Phật ra đời mà cũng không dạy được, mà không có cái môi trường để mà dạy. Bây giờ nó mình mới có đối tượng mình dạy, chứ ngày xưa nó thì trước cái công bố quyền ký này công đối tượng nào mình dạy công đức cho người ta, đâu có ai hiểu đâu mà dạy. Đó, vì thế mà cái pháp môn này nó ra đời nó không có lâu dài được, vì nó phá vật lý. Nếu mà nó muốn tồn tại thì cái người phổ biến phải cho khéo thì nó tồn tại được. Còn nếu mà người phổ biến không khôn khéo thì chắc chắn cái thiền tông này phải đoạn mạng sớm đó. Bây giờ mình suy nghĩ nè, tất cả những cái chuyện này đi ra tất cả các chùa ở Việt Nam nói có ai tin không, ai đồng ý hết. Mười mấy ngàn ngôi chùa không có cái chùa nào đồng ý hết, chứ đừng có nói chỉ cái người nào mà đồng ý phải đi ra khỏi chùa thì tìm đi. Thì tất cả những người mà đến đây nghe hoàn toàn không ở chùa. Nếu ở chùa về, nếu mà có ở chùa về nhà, về chùa cũng không dám nói nữa. Nói đuổi ra khỏi chùa liền. Nó khó cực kỳ chứ không phải đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo: lúc trước con có thề trước chánh điện Phật là một ngày chỉ ăn một bữa, không quan hệ nam nữ, nếu phạm thì con bị đọa địa ngục. Rút lại lời thề cũng bị đọa địa ngục, nhưng con không làm được vậy, con có bị đọa địa ngục không ạ? Hóa giải lời thề ra sao ạ? Cái lời thề là nói thế giới vật lý cho nó vui thôi. Cái làm gì mình đọa địa ngục không là do cái nhân quả. Mình giết người ta mình xuống địa ngục, còn tôi đâu có giết. Còn chuyện lời thề nói gì nó vui chơi thôi, tôi cũng làm thôi chứ nhầm cái chuyện đó. Thế giới này bởi vì đừng có sợ cái chuyện này. Muốn xuống địa ngục, giết người, cướp của, xuống địa ngục. Mình không có làm chuyện này làm sao xuống. Thần đâu có thể, con có chuyện lời thờ là chuyện nói chuyện chơi cho vui thôi. Rồi cái thế giới vật lý người ta bắt được cái chuyện này, người ta mới nói tới cái, người ta hù mình thôi.
mất lời thề xuống địa ngục. Ai ông thần đâu có làm cái chuyện đó đâu. Thần thực thi nhân quả, khi nào mà anh giết người anh mới xuống, anh giết trâu anh đầu thai làm súc sanh, có vậy thôi. Anh mà đi tu không biết giác ngộ giải thoát, anh đi lừa người ta vô thực vật đó. Nói vậy nó thẳng luôn. Thế cái gì nó phải ra đây? Bây giờ thí dụ mình giờ muốn vô thực vật làm sao? Tôi đâu có lừa gạt ai đâu, tôi vô thực vật, thấy không? Nhân quả nó từ khâu giống như tòa án nó xử án rồi đó. Nó có những cái điều làm chuyện này bao nhiêu tội, đi vô đâu bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng tù, giết người đền mạng. Tôi không có. Còn bây giờ mà anh giết người mà cố sát chắc chắn là anh phải bị tử hình đó. Còn giết người một cách ngẫu nhiên hay là vô tình không có tử hình nó, thì nguyên tắc nó cũng vậy. Thế giới vật lý này cũng vậy. Anh làm bất cứ gì nó có cái công thức của cái thế gian này, nó có cái công thức hữu hình để nó trừng trị cái thân tứ đại. Còn thế giới mà vô hình nó cũng có công thức trừng trị trung ấm thân của mình. Cái nào nó cũng ra hết cháy, chứ không có cái nào mà không có cái công thức hết á. Tại mình không biết. Rồi những ông thầy mà thứ nhất á, muốn nói cho người ta nghe nhiều á, thì mới bày ra đủ chuyện hết. Trong cái nói nó có cái hù trong đó, hù để cho sợ. Thấy không? Vì thế mà nó mới có chuyện là cúng tiền nhiều để có công đức, chết thì chết cho đó. Ông, ở cái đó ông lừa ta. Nói cái câu nói còn sai, huống chi làm sao cái giảng đạo đúng được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, con theo pháp môn Thiền Tông, con hay quên. Khi làm việc, lúc thì rất nhớ tốt, sau khi làm việc xong thì hay quên. Thôi, Thiền Tông hay quên là tại vì mình buông, mình không có tự, mình không có suy nghĩ nữa. Nguyên tắc mình suy nghĩ nó đem vô cái tàng thức, nó chứa trong đó, mình muốn moi ra thì nó ra, nó nhớ. Còn giờ không đem ra rồi làm sao nhớ. Vì thế mà tu Thiền Tông tu bằng công thức và tu bằng biểu đồ. Nên nhớ rằng tu Thiền Tông tu bằng biểu đồ. Tất cả những sắp xếp công việc làm dán cái tờ giấy trước mặt đó, không khi nào quên. Có quên nhìn thấy, chịu khó tập đọc cái biểu đồ. Ngày này tôi làm cái gì thì ghi trong cái biểu đồ. Tu Thiền Tông phải chuyển qua cái này, nó thực tế hơn. Khỏi, bởi vì mình cứ thanh tịnh hoài, mình không chịu suy nghĩ. Rồi sao không suy nghĩ nó đưa vô thì nó là nó mới chứa. Còn muốn nhớ phải móc ra, mà giờ móc ra trong bóc trong không có gì sao nhớ. Thành ra bắt buộc phải tu bằng biểu đồ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, lúc đang ngủ con bị bóng đè, con cố đẩy ra thì rất mệt. Khi con nhớ về Thiền Tông, con la lên Thiền Tông thì tự nhiên xuất ra. Nếu mà cái bóng đè đó nó có hai cái dạng. Anh nằm mà tu, nằm mà ngủ á, mà nó ép cái mạch máu á, thì nó bị nghẽn mạch máu thì nó phát ra cái tưởng. Làm như có, nó nặng á, thành ra nghe nó tưởng nó bóng đè. Cái đó là do cái mạch máu bị nghẽn. Còn thứ hai á, là cái anh kia nhập vô. Bởi vì nhập mà rồi mình ưa mơ tưởng nó nhập vô mà nếu mà mình biết được cái này, mình chỉ cần khái niệm nhớ cái Thiền Tông thì cái anh kia nó ra thì tự nhiên nó hết. Thành ra cái phần mà bóng đèn nó có hai cái dạng. Một là vật lý của thân thể, hai là do thánh nhào vô. Mình phải hiểu với cái này. Trước nguyên tắc tức là trước đó mình phải có cái suy nghĩ gì đó, hoặc là có cái ý niệm gì đó thì nó mới vô được. Còn mình không có ý niệm nó không vô được đâu. Ý niệm là gì? Là mình mời người ta vô á, người ta mới vô. Rồi con hỏi tiếp. Thưa bác, sau con ngủ mơ thì con vẫn biết mình đang tu theo pháp môn Thiền Tông mà. Thì cái này trong tàng thức nó chứa rồi. Bởi vì nó chứa, bởi vì để ý này, mấy cái người mà đọc cái sách thiền nhiều á, thường thường nó thấy những cái cảnh sáng lắm. Còn mà đọc mà cái sách mà cái cảnh mà nó nói về cõi âm, cõi ma này thì ưa thấy cái cảnh này. Vì nó lưu tàng thức mà,
nó lưu tàng thức rồi nó xuất ra. Vì trong duy thức học đó là nó gọi là cái anh này gọi là truyền tống thức đó, đưa vô đưa ra là do cái anh này. Mà cái anh này là anh quản lý mình á, anh quản lý, anh thần quản lý mình á, chứ không ai trời đó. Anh thần quản lý này nè gọi là xuất nhập và thực thi nhân quả. Anh thần này nè có cái nhiệm vụ vậy, phải vô thiền tông rồi mới hiểu được căn bản cái này. Mình hiểu được căn bản rồi thì tất cả những cái vật lý mình bỏ đi, cầu sinh lại lục hay là cầu nguyện gì sao bỏ đi, nó không có đúng. Mình càng cầu thì càng bị luân hồi, còn mình không cầu, mình sống thanh tịnh thì tất nhiên dần dần nó quen đi. Rồi biết tạo công đức nữa thì con đường về Phật giới nó sẽ mở sáng ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, có lúc làm việc thì con để tâm thanh tịnh, con nhớ lại những quyển sách của Thiền Tông mà con đã đọc qua. Đang làm mà thanh tịnh hả? Bây giờ đó, bởi vì cái này cũng chưa có hiểu rõ Thiền Tông. Anh làm thì làm sao thanh tịnh được, làm thì phải suy nghĩ tính toán cái việc làm của mình. Đang làm mà thanh tịnh được thôi, giống như cái chuyện là giờ con suy nghĩ chạy xe đi, con thanh tịnh không? Đèn đỏ mà cô không nhớ dừng lại sao, đi luôn là mình chết luôn. Có nghĩa là thế giới này sinh hoạt bằng tánh người, chữ thanh tịnh khi nào rảnh rỗi mới đem ra áp dụng thôi. Mà áp dụng để chi? Để cảm nhận được. Nếu mà mình tập cái này ra, tập cho thường thuộc cảm nhận, có một ngày mình sẽ kiến bằng tánh Phật. Nên nhớ cho đó đó, kiến bằng tánh thật để được xác nhận rằng cái Thiền Tông này nó có như vậy đó. Chứ không phải mà kiến bằng tánh Phật đi ra đi khoe người ta không được, khoe là chết đó, thấy không? Mình mà ở thế giới này thì phải sử dụng bằng tánh người, nhưng mà mình thuộc tất cả những gì, những chuyện mà có hại người ta đừng có làm, đừng có thiêu dệt, đừng có nói này kia nữa. Để chi? Để mình thiêu dệt thì mình gieo cái nghiệp quả, mình nói không đúng thì cũng gieo cái nghiệp. Vì thế phải tập dần dần bỏ đi. Nhưng mà khuyến khích con người ta đã muốn tu Thiền Tông, trước nhất phải tìm cách làm sao tạo được công đức, có vậy thôi. Rủi mà mai mình có mang cái gì đi nữa, mà khi mà mình mãn phần mà mở được con mắt về, ác đức phước đức nó vô trung tâm vận hành luân hồi, nó vẫn mất hết, nó trở về bản chất của thế giới vật lý này. Vì thế mà những người mà đến cái trung tâm vận hành, nó thấy cái hai cái ác đức và phước đức nó đi, người ta mới thốt lên một câu là nghiệp chướng bổn lay không. Câu này chỉ áp dụng tại trung tâm vận hành luân hồi thôi, chứ bên ngoài đừng nghe ta nói nghiệp chướng bổn lay không rồi đi làm tầm bậy bạ để chết luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, khi con đọc sách con không nhớ, nhưng khi con ngủ để tâm thanh tịnh thì con lại nhớ, tại sao lại như vậy ạ? Đọc sách mà không nhớ là lý do là cái giọng đọc trong cái tưởng tượng, thấy không, thì nó không nhớ. Đọc tâm thanh tịnh nó nhớ. Còn trong lúc mà mình không thấy mình, nó đã lưu vô tàng thức rồi, thì khi thanh tịnh nó tự đâu nó phát ra. Đọc sách nó cũng lưu vào trong tàng thức chứ không chạy đâu hết đó. Nhưng mà trong lúc đọc mình không nhớ là gì? Là tại vì mình tưởng đang đọc cái này mà nhớ đằng kia, làm sao nó vô được. Nhưng mà tuy mình không nhớ nhưng mà mình đọc nó vẫn vô cái tàng thức. Rồi sau đó có thanh tịnh nó tự nhiên nó phát ra. Rồi con hỏi khác đi. Thưa bác, trong giấc mơ con thấy một cô gái phong linh ngồi giữa đường. Con có hỏi tại sao cô ở đây. Cô gái này nói cô đang thiếu nợ không đi được, và con khuyên cô ấy vào dòng tộc đầu thai làm người để tu theo pháp môn Thiền Tông. Rồi cô ấy đứng dậy bỏ đi. Thưa thầy, giấc mơ này do đâu mà có? Và trong giấc mơ con rất là tỉnh táo ạ. Trong giấc mơ mà mình thấy được là cái tánh
cái tánh người của mình nó là chu du, nó tuy nó bỏ, mà thường cái giấc mơ mình mà mơ được là cái thân tứ đại của mình nó bị tê liệt, nên nhớ là nó bị tê liệt thì cái tánh người nó mới xuất được. Thức ra đi thì đương nhiên là đa số á, tại là sao mà ví dụ mình thấy cái người đó ngồi đó đó là họ chưa có, ví dụ cái số của người ta 80 tuổi người ta chết, mới có 40 nó chết, thì nó không được đi theo cái dòng luân hồi nữa, mà nó phải đợi đúng 80 tuổi hoặc là có cái người nào đến thế á, thì nó mới đi. Thì người ta ở trong cái kinh người ta gọi là cái người đó gọi là quỷ, quỷ giữ hồn, chết rồi không chịu đi được, phải có người thế. Vì thế mà kêu người ta đi vô dòng tạo này, nó bỏ nó, nói ông không lẽ nó nói ông ngu quá, tôi làm sao vô được, thấy không? Thành ra cái trong cái cõi âm á, nó cũng có cái luật của cõi âm, cõi dương cũng như cõi dương. Giống như bây giờ tất cả những cõi anh nào đó, ví dụ người nào ở tù đi lao động ngoài rừng ở đâu á, nó sao mày ngồi đây, nó chính là ông tù mà nghĩ người ta đâu có biết. Nó thôi mày sao mày không về nhà đi, thì nó bỏ nó đi. Nó ông đâu có biết tôi đang ở tù, tôi đang thụ án, tôi đang làm việc ở đây, biểu tôi về nhà sao tôi về được, phải không? Chừng nào tôi mãn tù tôi mới về. Thì cái này cái câu chuyện nó cũng giống vậy thôi, có nghĩa là người ta đang làm quỷ giữ hồn, không cách nào để nó bị khống chế ở trong cái không gian này, biểu nó gì nó không nghe đâu, nó bỏ nó đi, có nghĩa là nó mình không biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị hoàng thư hỏi: Thưa bác, trong sách có câu thầy dạy các con chỉ dùng bắt buộc phải thấy còn trong niết bàn, câu này con chưa hiểu, xin bác giải thích ạ. Bắt buộc phải dừng là mình đừng có suy nghĩ á. Không suy nghĩ là gì? Là thanh tịnh. Thanh tịnh là cái gì? Là niết bàn. Có nghĩa là phải bắt buộc phải sống trong cái thanh tịnh. Cái này là nói để chi? Để mà khi nào mà cảm nhận được cái thanh tịnh thật sự rồi đó, thì Phật tánh nó mà mở ra, nó mới kiến, kêu bằng nó lặng hết các vọng tưởng, thì tánh Phật sẽ hiện ra. Cái kiến bằng tánh Phật nó sẽ hiện ra. Cái này là Đức Phật khuyên cho những người tập tu thiền tông, chứ không phải là tu, tập đi vào thiền tông để biết những cái cảm giác này. Mà khi kết cuộc muốn tu thiền tông về Phật giới thì chỉ làm ba phần: thích về, tạo công đức và biết công thức trở về. Sau cùng chỉ còn có ba phần thôi. Còn trong lúc tu năm chữ: giác ngộ, giải thoát và buông, năm chữ thôi. Thiền tông bởi vì nó đơn giản á, người ta tưởng tu thiền tông khó. Vì trong cái quyển số 10, trong cái bài kệ của Đức Phật cũng làm cái bài kệ, tôi còn nhớ một đoạn: Như Lai chỉ tu có dạy tu có một chữ mà không tu được sao? Đóng đâu có dạy tu nhiều đâu mà nó tu không được, nơi này khó cái gì? Chỉ có một chữ mà không chịu tu, biểu buông mà không chịu buông, cái dính hoài rồi làm sao? Thành ra ai về đọc lại cái quyển số 10, Đức Phật có dạy Như Lai chỉ dạy có một chữ mà không tu được sao? Cái câu đó mình nghe đó mình hổ thẹn, tưởng đâu biểu đọc kinh này về cho nhiều cái này mà có chữ mà không chịu được, mà không chịu tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, con là một Phật gia thiền tông, thỉnh thoảng con cứ bị chán, không muốn đi làm, không muốn ra ngoài tiếp xúc với mọi người, không có hứng thú với việc vui chơi giải trí, cứ bị một thời gian xong lại hết. Xin thầy giúp con làm sao hết tâm trạng này được ạ? Cái này mình chấp tưởng chứ gì nữa, thế giới vật lý mà không chịu đi làm, cứ tưởng là mình ngồi đây sánh thiện, không cần tiếp xúc với ai là sánh thiện, chết luôn, đói luôn chứ đừng nói. Bởi vậy thành ra muốn vô thì tao phải hiểu cho rõ, ở thế gian thì phải làm. Bởi vì mai mốt có trong cái mạng dịch làng có một cái người đang nói mà tôi không nói ai. Một cái ông cụ 80 tuổi mà có lo đi tu không hả? Rồi ông hỏi chứ tại sao ông tu rồi cái nhà cửa ông ai lo?
con cháu không ai lo. Ông đừng có làm cái chuyện mất công này. Ông này cũng nhắc khéo thôi. Tu cái gì thế giới này không có tu. Anh muốn về thì anh tìm công thức anh về. Chứ thế giới tu gì, anh tu để anh bị luân hồi đó. Vừa khái niệm tu là phải đi luân hồi. Luân hồi này giờ tôi tu giảng sanh có giải thoát được không? Lên đến rồi, giống như mình ngồi đây có tiền á, làm đi qua Mỹ chơi, không lẽ qua bển đảo hoài, nó không cho đâu, hết giờ nó phải đuổi về chứ. Thì lên cực lạc ở đâu cũng vậy, hết phải trở về. Thành ra một cái ông này, ông nói khéo, một cái ông già không chịu lo, mà đi lo cái chuyện tào lao. tu cái gì, thế giới này không có tu, thế giới này không có tu. Anh tu là anh bị luân hồi. Mà chỉ có Thiền Tông mới dám nói này thôi. Bởi vì khi mình nói cái câu này thì đa số người ta sẽ hỏi. Nhưng mà hỏi thì mình phải có cái cách mình nói lại, mình mới phá vật lý được. Đó. Còn nếu mà mình không nói được cái này mà mình không hiểu cách phá thì mình chết, nó đặt mình chết luôn. Rồi, có hỏi tiếp đi. Phật gia Lê Thành Duyên có hỏi ba câu hỏi như sau. Tất cả những gì có sống trong tam giới đều phải chịu sống theo quy luật nhân quả và luân hồi. Vậy trời Thượng Đế có lời nguyện cõi này được sống đời đời là dựa vào đặc ân gì không? Người trả lời Thiền Tông chứ không ai cả. Cái này mình coi nghe Thiền Tông tự mình xét mình biết, không thể nói cái này được. Mình đừng có đụng chạm các chỗ khác. Thôi mình cái Thiền Tông cứ nói Thiền Tông thôi. Còn bây giờ muốn trả lời câu này thì nghiên cứu trong cái tam giới biết, rồi nghiên cứu trong cái ngũ thú tập cư sẽ biết, nghiên cứu cái quy luật nhân quả luân hồi sẽ biết. Không trả lời cái này. Tánh Phật có cái ý bao gồm thấy, nghe, nói, biết và được sống và bao bọc bởi điện từ quang. Tánh người có 16 thứ và được duy trì bao bọc bởi điện từ âm dương. Trong tánh người không có thấy, nghe, nói, biết. Vậy khi con người được tạo ra, sao lớn lên lại biết nói, nghe, thấy, biết? Vậy trong nơi này có phải là của tánh Phật nương vào tánh người mà phát ra không? Xin Thầy giải thích. Giờ mình nói cái tánh Phật này giống như ông tài xế đi, để cho nó dễ. Còn cái người á, cái tánh người và thân người giống như là cái xe. Còn cái tánh người giống như là cái cơ chế hoạt động của cái chiếc xe. Thấy không? Bây giờ á, nếu mà cái tánh Phật nó gọi là sự sống, mà giờ sự sống nhưng mà nó muốn tạo công đức thì nó phải nhờ thân tứ đại là cái vỏ xe. Mà muốn mượn thân tứ đại thì thân tứ đại nó có những cái lắc léo ở trong đó, gọi là cái tánh người. Chuyển hướng lên xuống qua lại thì nó là cái tánh người. Thì bây giờ vô này thì anh tài xế anh làm sao? Anh muốn chạy lên núi thì anh phải hướng dẫn chạy lên núi, là có nghĩa là anh vô đây anh nhờ cái vỏ bọc của cái xe mới chở hàng được. Thì con người muốn vô mà nhờ cái muốn nhờ tánh Phật tạo, nhờ tánh người tạo công đức thì nó phải làm theo cơ chế của cái tánh người nó mới tạo được. Thế bây giờ tánh Phật nói là ai nghe đâu. Giờ ông anh Phật bây giờ nói là tôi nói mười ông không ai biết ông nói cái gì, không có nghe nói. Thành ra bắt buộc ông nói tóm ra giống như là nhập vào thân con người để nói chuyện. Nói chuyện muốn anh muốn cái gì, muốn phước đức thì làm vậy, muốn ác đức làm vậy, muốn công đức làm này. Đó là theo cái cơ chế nó là vậy. Thì nếu mà ai mà đọc thì mới hiểu được cái căn bản. Thân một con người, tại sao nó thân con người hai thứ tánh, tánh người và tánh Phật. Tánh Phật thì thanh tịnh, ham muốn tạo công đức,
Nhưng mà cái tánh người nó lái đi, nó không chịu tạo công đức mà nó tạo phước đức. Nó trật lách cái vậy, thành ra nó cũng rồi vô đây nó bị từng lớp này lớp kia lớp nọ nó quên đi. Đợi khi nào Thiền Tông ra đời nhắc lại nó mới biết, mà nhắc lại được nếu mà nó mang cái tánh người mà nó kiến chấp lớn quá, cái thấy cái này nó dẹp, mà mỗi lần nó dẹp mà nó luân hồi khác rồi, bây giờ nó chỉ gặp được cái Thiền Tông mà nó không vô thì nói 10 ông Phật sau cũng chưa chắc tới nữa, vì nó quy luật luân hồi nó khác. Bây giờ bởi vì tôi nói ví dụ mình giờ ở đây mình ăn ở đây, rồi bây giờ đó mình mất đi được đời nào mình trở lại đây được, nó phải đi theo cái quy luật luân hồi của nó. Giống như mình thì hít thở không khí này, thở ra hít vào là cái không khí mình thở ra nó bay đi mất rồi, biết chừng nào nó trở lại mình thở lần thứ hai. Nó khó khăn ở chỗ này, bởi tu Thiền Tông có hiểu chỗ này. Vì thế mà Đức Phật có nói rằng nhất thất thân di nan phục, một lần mất thân người dạng kiếp khó lấy lại được. Vì nó theo quy luân hồi, thân người bây giờ nó lên làm thân trời là sao? Phải 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm rồi làm sao mang cái thân người được? Thân trời đâu có tạo công đức được, thân trời dùng 2, dùng 3, dùng 4 đâu có tạo được, mà chỉ con người mới tạo được. Mà nếu mà xuống cái tầng thấp nữa làm sao tạo? Duy nhất chỉ có con người mới tạo được thôi, mà muốn trở lại làm người khó lắm. Mà trở lại làm người, bởi vì trong đó là nếu mà một lần mất thân người mà tìm chánh pháp không phải dễ. Chánh pháp 10.000 năm mới ra một lần, mà nếu ra một lần mà bây giờ trên thế giới này 200 quốc gia và dùng lãnh thổ, ở người Việt Nam mình còn không tiếp nhận được, mà không chứ mình người nước khác làm sao mà tiếp nhận được. Thế muốn khó này cũng rất khó lắm. Vì thế mà ông Phật cũng nói khi mất rồi cái Thiền Tông mà nó qua rồi mà anh không nhận được thì giống như con rùa mù ở dưới biển á, tìm trên núi Hy Mã Lạp Sơn á, nó mù mà nó còn tìm làm sao nó bò tới, nó khó. Ông thí dụ cái nó khó, cực kỳ khó như vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Những người sinh ra không được bình thường như những người khác là do nghiệp báo của người đó ở nhiều kiếp trước. Nếu vậy thì tánh Phật nhào vào bào thai đó và mang sự sống cho bào thai đó để thành con người theo tổng nghiệp, nó biết được không? Và tánh Phật có thể can thiệp vào cái nghiệp đó của thai nhi không? Mình phải hiểu cái này nè, tánh Phật đầu tiên vô đây là mượn một thân người rất hoàn chỉnh, nhưng mà cái lớp người thứ hai đó là bắt đầu tạo nhân quả, rồi bắt đầu cái lớp thứ hai thứ ba trở đi là nó sống theo nghiệp. Còn cái chuyện mà người ta này kia nọ mình cũng không xen vô chi, nói rồi người ta ở trong cái phần đó cái người ta chửi mình, nó không buồn mà nó còn chửi nữa. Mình cứ học cái quy luật luân hồi đó. Đầu tiên con người bản thiện, nhân chi sơ tính bản thiện, con người đầu tiên mượn thân người là con người rất thiện, không biết nó chưa có nghiệp mà mang cái thân lớp người thứ nhất thứ hai rồi nó kéo, rồi bắt đầu nó theo nhân quả. Mà muốn trở về ông Phật nó phải 50 tỷ năm, ông Thích Ca là Phật đó, mà 8 tỷ năm đó, mình không phải Phật thì thôi gấp 10 lần không, nhưng mà thôi giảm bớt còn 50 tỷ năm, chứ đúng là nếu đúng 10 lần là tới 80 tỷ năm lận, nghe không? Thành là phải hiểu cái nguyên tắc của nó thì mình mới hiểu cái Thiền Tông này. Vì Thiền Tông nói ra không ai chịu nghe đâu, không ai chịu đồng ý cái điều này. Nó, tất cả mà bởi vì nên nhớ rằng tại làm sao cái Thiền Tông mà nó phổ biến ở đây mà nhiều người ở nước ngoài hoặc ở miền Bắc miền cực Nam tổ quốc đến, còn cái người gần đây không ai tới là sao? Nó khó khăn chứ đâu phải muốn tới thì tới, muốn nhào vô nhào đâu. Nó phải có cái duyên và nó có cái công đức sẵn nó mới hút vô được. Mình phải hiểu vậy thì nó rất cực kỳ khó cái Thiền Tông này. Bây giờ mình dân Việt Nam mình 100 triệu giờ hỏi vậy chứ bao nhiêu người hiểu cái này? Mà đã hiểu rồi mà đi theo được bao nhiêu người? Có nhiều người nghe như vậy, 5-3 lần nghe trên nó vui thôi là bỏ luôn. Tôi thấy có nhiều người á, đầu tiên mua sách xong rồi đem sách lại trả luôn,
trả cho tôi, nó tôi trả tiền lại, không mua cho tôi trả tiền lại, chứ không phải, không phải là trả không. Tôi nói nếu mua một quyển 60 trả lại, đọc năm hay năm rồi trả lại cũng lấy lại 60 lại, nó phải vậy mới được chứ không phải đâu, vì người ta chịu không nổi. Mà mấy cái người trả nó đâu là thường thường ở núi tu này là ta bảo đảm thua hết. Núi là cái dùng của sư phụ mà vào vô đó tu sao đưa tiền tông sao được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, trong nhân gian có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Thực tế nghiệp của mỗi người là do con người đó tạo ra và chịu nghiệp. Vậy câu nói này được giải thích thế nào, có đúng hay không? Cái đơn này nói rất đúng, không có sai đâu. Bây giờ nên nhớ rằng trong dân gian có nói là ngu tìm ngu, mã tìm mã. Cha, cái nghiệp này con nó phải theo cái nghiệp này, nó mới thích hợp, cứ hợp theo nhân quả của nó. Vì thế mà nói là cha ăn mặn con cắt nước, là gì? Cái nghiệp cha con nó giống nhau, nó phải tới để nó nối tiếp, nó trả cho cha con. Cái câu này rất đúng, đúng theo vật lý. Mà thiền tâm muốn chuyển được cái này thì anh chỉ phá được, anh học được cái này mới phá được cái nghiệp này. Chứ cái câu này nói không sai đâu, về vật lý không sai. Đó, mình phải hiểu thế giới này nó là vậy. Rồi, có hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo của chị Trương Mỹ Ngọc ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Câu đầu tiên, khi một người được lọt vào bể tánh thanh tịnh thì người đó đã đạt khả năng gì trên con đường về Phật giới? Câu này là chưa có hiểu rõ thiền tông. Bây giờ đó, ở trên trái đất này có ai mà lọt vào bể tánh thanh tịnh? Bể tánh thanh tịnh nó nằm ở ngoài cái gì? Nó nằm ở ngoài cái gì? Cái tam giới mà làm sao lọt? Mình lọt là mình về đó rồi. Thấy không? Có nghĩa là ở đây mình, bởi vì nó là ở đây mình tu tập thanh tịnh thiền thì nó rơi vào trạng thái thanh tịnh của cái tánh Phật của mình. Nhận lại cái tánh Phật của mình, thấy tánh Phật nó thanh tịnh, nhưng mà trong mấy giây là mất rồi. Đó, nếu mà tu lại tu cái này nè, chứ làm sao rơi vào bể tánh, nó nằm ngoài tam giới làm sao rơi. Có nghĩa là mình tại đây tập thanh tịnh thiền là chi? Để cho nó thanh tịnh rồi cái tánh Phật mà nó hiển lộ ra. Vì thế mà trong các kinh vật lý người ta nói là minh tâm kiến tánh Như Lai. Minh tâm là gì? Là cái tánh mình nó sáng ra. Thì sáng ra thì cái tánh Phật của mình mới thấy được. Đó là gọi là minh tâm kiến tánh Như Lai, biết tạo công đức thoát ra ngoài thế gian. Phải tập cái câu sau nữa, không tạo công đức thì không có thoát được, chứ làm sao mà rơi vào bể tánh. Cái đó là mình chưa có hiểu sâu vào cái tổ chức, cái công thức tu thiền tông mới hỏi vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con người ở thế giới vật lý này hành đúng lời Phật thì có thể đạt chánh đẳng chánh giác như Phật không? Khi cao chánh đẳng chánh giác là do ông Phật làm, chứ còn mình làm sao chánh đẳng chánh giác. Tất cả những người mà muốn cái này phải là đạt chánh đẳng giác là cái người đó phải có công đức lớn, chuẩn bị thành Phật. Mà chánh đẳng chánh giác này thì duy nhất chỉ thế gian này, cái thời này chỉ ông Thích Ca làm được thôi, chứ không ai, không có ngày thứ hai, không có người thứ hai làm được. Có nghĩa là ông hiểu rồi ông dạy cho mình nghe thôi, chứ mình làm sao đạt chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác là gì? Làm toàn năng toàn giác đó, là thành Phật đó. Thành Phật ở thế gian này người ta gọi là Phật nhân đó. Phật nhân lần sau cùng để trở về Phật giới thành là kim thân Phật đó. Mình phải hiểu cái thế giới này, chứ còn mình nghe người ta nói rồi cũng lặp lại thì làm sao. Đừng cái này gọi là nghe người ta nói rồi nói lại cho vui thôi, mà nói sai, mà nói sai mà mình hành động ra coi chừng cái nhân quả. Thế giới này đừng có giỡn mặt với ông thần. Ông thần thực thi nhân quả giống như mình ở đây là thấy cái ông đó đó
đi làm bộ đội mang cấp tướng, cũng cho tôi cũng mai mốt tôi giống vậy đó. Làm sao nói chuyện mà, nếu mà nói nó chơi thì được, mà nói mà mang áo vô thiệt đi gặp ông lính gì, anh lính thiệt sao nó bắt nhốt mình. mất cái ông giả này, thấy không? Thế gian này cái gì ăn nói gì mà bởi vì thế gian này, thế giới này, nhân quả, hành động, suy nghĩ, hành động bị nhân quả liền. Còn thế giới vô hình, trung ẩm thân cũng vậy. Mai mốt mày nói cái này bỏ thân ta xuống kia, cái ông thần thực thi nhân quả, cái tội mày lạm ngôn, nó đẩy mình đi vô cái nhân quả. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, trẻ em có được tu thiền tông được không? Khi nào một đứa trẻ nên bắt đầu tu thiền tông nếu ba mẹ đã có tu thiền tông? Tu thiền tông dù muốn không anh phải trưởng thành. Mà trưởng thành giờ quy định là ở trong cái vật lý á, thọ giới tỳ kheo là cụ túc 24 tuổi mới được quyền thọ này. Vật lý nó còn vậy đó. Thiền tông nó gấp mấy lần. Nhưng mà thiền tông có một điều, nếu mà anh cảm nhận được anh có công đức thì anh được 16 tuổi anh được quyền tu thiền tông. Nên nhớ là đặc biệt ở chỗ này. Còn nếu mà dưới 16 tuổi thì anh phải là xuất sắc. Anh tự nhiên anh phát ra được những cái gì mà quy định của thiền tông thì được phép tu thiền tông. Cái tuổi không cần thành vấn đề. Vì thế mà ngày xưa Long Nữ 8 tuổi bắt đầu tu thịt thiền tông. Có nghĩa là đã học qua được 2 năm, 6 tuổi học rồi, đọc được 2 năm chữ rồi đó. Vì thế mà Long Nữ tu thiền tông lúc 8 tuổi. Rồi ở đây vừa rồi, cách mấy tuần trước, có thằng gì Tùng đó, nó trên Bảo Lộc đó, 11 tuổi đạt được bí mật thiền tông. Rồi có một cô, có một cháu nào ở quận 9 hay quận mấy, 14 tuổi. Cái đó nó cũng hy hữu thôi. Nhưng mà đây là cũng như tiền kiếp của nó có công đức, nó mới hút vô. Thì bây giờ thì cái này nó cũng hiếm lắm. Còn thế gian người ta gọi là thần đồng á. Việt Nam mình có hai ông á, Mạc Đỉnh Chi và Lê Quý Đôn. Cái đó của vật lý, cái đó thần đồng văn chương chứ không phải thần đồng. Đây nó thuộc về tiếp thần đồng thiền học. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao tu thiền tông bắt buộc phải truyền bí mật thiền tông mới về Phật giới được? Ý nghĩa của việc truyền bí mật thiền tông là như thế nào? Tu thiền tông á, mất thiền tông ra đời thì nó có cái bài kệ. Và suy nghĩ đi, ông Thích Ca muốn truyền cho ông Ma Ca Diếp phải có cái bài kệ, rồi có những cái tài liệu đưa đi thì mới được gọi là tổ. Còn bây giờ mình tu thiền tông thì cũng phải làm theo đúng quy luật của mấy ông tổ. Vô đây thì thiền tông khôi phục lại thì phải truyền thiền và cấp bằng cho người ta. Thứ nhất là phải đưa cái lời dặn dò cho người ta con đường về Phật giới rõ ràng. Thứ hai, nó đủ tư cách để mà giúp đỡ những người xung quanh. Nói bây giờ tôi đã đạt trường thiền ra nè, trình bày cái này ra thì nói người ta tin hơn. Còn nếu mà không có cái bằng này nói không ai tin. Giống như bây giờ mình đi học tốt nghiệp trung học đi, ra một chuyện con vô con xin cái sở làm tôi tốt nghiệp trung học, đâu bằng đâu. Có thì người ta mới tin, còn không có thì người ta nói ô mày chắc xạo. Thành ra cái thiền tông bắt buộc phải này. Còn cái đó là cơ bằng cách để mà giúp người ta tu. Còn trở về Phật giới khi thiền tông nó ra đời mà đã chín muồi rồi, không cần. Anh chỉ biết được ba công thức anh về. Thấy không? Bởi vì cái bằng này là xài cho thế giới này, về Phật giới không xài. Anh có về Phật giới cũng để lại, để cho con cháu biết vậy thôi. Nguyên tắc của nó thì vì thế mà nó mới có cái lễ truyền thiền này. Chứ bây giờ truyền thông khôi phục mà không có lễ truyền thiền này là ai tin? Truyền thiền vậy mà nó còn không tin đó. Mà bây giờ hiện giờ thiền tông
Phật gia Thiền Tông lên gần 2.000 người rồi đó. Tính đi, nếu một người trung bình 40 câu thơ thôi, mà trong này có nhiều người 1.000 câu, 800 câu, 700 câu, rất nhiều người. Nếu 2.000 người mà 40 thì không phải là 80.000 cái câu thơ. Mà có cái chùa nào mà nó chứa dữ vậy? Từ Bắc chí Nam, xin lỗi, chỉ 100 câu không có, chứ đừng nói mấy chục ngàn. Nội tổ Thiền Tông là 2.008 câu rồi. Các tổ 36 vị tổ. Rồi Phật gia, nếu mà tính ra đó, nếu thật ra tính ra ta chơi chiều này gần 80.000 câu. Sách vở nào chứa hết không? Vì thế mà trong cái lời mà đối đáp giữa Thái tử Tất Đạt Đa và vua Hùng Nghi Dương hỏi lý do tại làm sao mà Thái tử lại chọn nước rồng để công bố huyền ký. Ông nói nước rồng của ông á, về sau á, khi mà Thiền Tông ra đời, văn thơ nó như rừng rồi đó. Nó phát ra như rừng, chưa có nước nào có cái này. Nó thành ra mới nhờ cái nước rồng này. Mà bây giờ nó rõ ràng mới có 2 năm mà giờ tới 80.000 câu thơ. Còn vấn đề mà tất cả những người mà theo cái này lược lại những cái câu này câu kia đó, 6-7.000 câu. Nó lạ cái nước rồng này này. Vì thế mà ông Phật mới chọn cái nước rồng này. Mà trong đó nó có nhiều cái mà ông nói rất hay, nhưng mà mình cũng không thể nói hết mà ra đây được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Ý thứ hai, nếu phước đức và công đức bằng nhau thì làm sao để trở về Phật giới? Xin Thầy giải thích rõ phần này. Nguyên tắc á, một vị Phật vào thế giới này nè, tạo công đức, không cần biết nhiều ít, không cần biết, nhưng mà mở con mắt được là thần cho đi về. Còn có chuyện bằng nhau hoặc là không bằng, nhưng mà giới điều kiện phải mở được con mắt. Ít cũng được mà phải mở con mắt. Còn thủ tục để cho đi ra ngoài quy luật triệt lý này là người ta phải thử mình thôi. Cái đó thủ tục để cho đi ra. Như vậy mà thủ tục mà nếu mà không nghe được cái rõ ràng về cái công thức về Phật giới thì bị cô hồn giữ lại, vô nhập bọn với cô hồn, lúc đó là quên luôn à. Vô bộ cô hồn này, hồn nó đen lắm. Thành ra công đức mà không có, vô đó nó cũng nhộm đen hết rồi. Thôi mình cũng không biết mình là Phật nữa, chỉ biết là cô hồn thôi. Vì thế mà cái về Phật giới phải cho ghi cho rõ ràng. Thiền Tông bắt đầu vô học thì phải học từng tự, học từ thứ lớp đàng hoàng. Rồi phải học cái gì phải cho rõ ràng. Cái gì không hiểu thì hỏi mấy người đi trước, người ta trả lời cho, để tu không bị sai. Còn nếu mình không hiểu căn bản thì chắc chắn bị sai. Mấy ông thánh ông gạt mình liền. Rồi câu hỏi tiếp đi. Gần đây có hiện tượng xuất hiện hai mặt trời. Điều này có phải ban trời Tứ Thiên Vương đang tạo ra một hành tinh mới để thay đổi một hành tinh tứ đại không, thưa Thầy? Giờ nguyên tắc á, thế là cái bầu hoàng đạo một này nó có 6 cái hành tinh tứ đại. Mà tính theo á, cứ một năm, một tỷ mấy năm, 1.9 năm đi, một cái hành tinh bị rã. Mà bây giờ cái hành tinh của mình là 7 tỷ năm, có nghĩa là được 2 tỷ 7 tỷ rưỡi năm, còn 2 tỷ nữa thì chuẩn bị cái bầu hoàng đạo một sẽ có một cái hành tinh khác, nó chuẩn bị nó rã. Vì thế mà một cái hành tinh mà tạo ra là mấy trăm năm chứ không ít đâu. Thành ra những cái mà khi mà người ta thấy những cái hiện tượng ở trong cái không gian đó, mà các nhà khoa học nó dùng cái kiến hiển vi điện tử nó nhìn thấy á, thì đây là những cái lúc mà trời Tứ Thiên Vương điều khiển gạch tư đến để tạo hành tinh mới. Thì nó có như thấy cái hiện tượng này, mà người thường mình không thấy nổi đâu, mà chỉ có kiến hiển vi điện tử nó nhìn cái hướng nào nó nhìn thấy. Bởi vì kiến hiển vi điện tử là nó khuếch đại 1 triệu lần. Thí dụ một hạt cát 1mm thôi ha,
nó phát lại 1 triệu lần thì nó mới nhìn thấy được cái này. Thì trong cái không gian này nói đúng ra là tất cả những gì hiện tượng này hiện tượng là đó là do trời thiên thương điều hành vật tư, thành ra mình mới thấy nó vậy. Chỉ có thiền tông mới giải thích được cái này, chứ còn hồi xưa người ta không biết, tưởng ông này bà kia làm gì đó, không phải thôi. Đây là trời thí dương điều hành vật tư. Bởi vì giống như mình xây cái thành phố thì phải chở đất cát đó, thì người ta thấy xe nó chạy, chứ nó không có xây dựng thành phố xe đâu có chạy. Thành ra những cái hiện tượng đó mình phải hiểu thế giới này trong không gian trời tứ thí dương làm hết, ngoài ra không có ai hết. Ông độc quyền xây dựng ở trong cái không gian này. Rồi con hỏi tiếp đi. Mời bác Đinh Văn Thuận xin tham vấn trực tiếp ạ. Kính thưa thầy Nguyễn Nhân, kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, hôm nay con đến đây thì con có thắc mắc một câu hỏi là tại sao Đức Phật dạy là cái tiền cúng dường của Đà La Tín Thí nó nặng lắm, nhưng tại sao con thấy đến bây giờ các thầy là con ở trong chùa cho nên con biết, tức là các thầy nhận rất nhiều, như thế con chưa có cái sự giải đáp, cũng mong thầy giải đáp câu hỏi thứ nhất của con. Bây giờ nguyên tắc thế giới vật lý này là mình tu vật lý, Phật tử cúng dường là cái đúng luật của nó. Nhưng mà nó mới nhớ một điều, Đức Phật có dạy giống như mình đi làm thầy giáo, mình dạy học trò nó đóng tiền cho mình là được. Nhưng mà mình phải dạy, tôi đóng tiền tôi học ông thì ông phải dạy chữ cho tôi. Đóng tiền không dạy chữ rồi sao đây? Là bị cái thế gian gọi là luật pháp nó trị mình. Thế gian cũng vậy, còn người tu cũng vậy. Người ta cúng dường gì cũng không hình vấn đề. Nhưng mà khi nào mà người ta cúng dường với một lúc gì, bởi hỏi, ví dụ tôi tu, bây giờ Phật tử cúng dường cho tôi để yêu cầu cái gì? Nó tôi kêu thầy dạy tôi giải thoát, rồi dạy cái là quê liền, trả tiền thông phẳng. Còn cúng tiền biểu giải thoát mà dạy tầm bậy là bị nhân quả, còn không dạy nhân quả còn hơn. Thì nên nhớ cái luật nó là vậy. Đó, ý nó vậy, ý thầy phải hỏi vậy không? Rồi con thắc mắc gì hỏi thêm. Câu thứ hai con thắc mắc, Đức Phật có dạy là tăng đoàn chúng tăng là lục hòa, nhưng theo con nhìn thấy bây giờ là ở trên, không những trong chùa và kể cả trên giáo hội cũng không có hòa hợp, nhưng mà chống đối nhau rất mãnh liệt. Nguyên nhân đó như thế nào? Con còn đặt nặng vấn đề là tại sao mình đã là một vị, có nghĩa là con của Phật rồi, đứng vô hàng ngũ của Phật giáo rồi, nhưng mà có những cái tranh giành hơn thua như vậy. Xin thầy cho con biết nha. Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu này Đức Phật trước khi mà ông nhập Niết Bàn thì Ma Dương có nguyện sao? Này Cồ Đàm, hiện giờ ta không làm gì được ông. Khi ông trở về Phật giới, những đệ tử ông tu theo ông, làm theo sự sai bảo của ta. Trong sách xuất bản đàng hoàng, chứ không phải là nói khống. Vì sao? Vì thế giới này gọi là thế giới vật lý, hơn thua tranh giành với nhau, đó là thế giới vật lý. Vì thế mà Đức Phật khuyên chỉ Phật tử thôi là giữ 5 giới. Nên có 5 giới mà tôi thấy học Phật tử cũng không giữ được. Tỳ kheo nam giữ 250 giới, tỳ kheo nữ giữ 300 giới, Bồ Tát giới 500 giới, nhiều người thọ, nhiều người nghe vào thọ Bồ Tát giới. Xin lỗi, 5 giới giữ không nổi mà rồi 500 giới. Để suy nghĩ sao? Thì đây là lời nguyền của Ma Dương rõ ràng, mà sách đã xuất bản chứ không phải tôi nói không. Trong sách xuất bản đã nói rất rõ này.
thì bây giờ đừng có lạ gì thế giới này. Bây giờ nếu muốn tu, tôi nói muốn tu mà muốn thành Phật, thứ nhất bắt chước ông Thích Ca tu, dám không? Thứ hai bắt chước ông Trần Nhân Tông, dám không? Bỏ ngôi vua trèo lên núi. Còn nếu ngồi đây, khi Thiền Tông ra đời phải ủng hộ nó và đồng thời tu đúng theo tôn chỉ cương lĩnh của Thiền Tông thì mới giác ngộ giải thoát được. Còn bằng không, làm theo lời nguyền của Ma Dương, sách đã xuất bản rõ ràng, ai đọc trong 10 cái sách sẽ có câu đó, thấy không? Dường như là quyển số 6 hoặc số mấy đó, nó đã nói rất rõ. Cái này là nói, cái bằng nói có sách mách có chứng. Chùa Thiền Tông Tân Diệu nói ra cái chuyện này là nói bằng sách vở và được nhà xuất bản tôn giáo xuất bản đàng hoàng, chứ không phải nói đặt chuyện mà nói. Rồi đó đây, trả lời cho thầy vậy, thầy thắc mắc thì cứ hỏi xin. Câu hỏi tiếp theo của vị hiền hỏi: Thưa bác, bài kệ của đức vua Võ Tắc Thiên mà các chùa tu theo pháp môn vật lý để kệ khai kinh 28 câu sai 6 câu, vậy có thể sửa lại như lúc ban đầu được không ạ? Sao sửa được? Là cố ý, người ta cố ý ta sai là sao sửa? Thấy không? Bởi vì người ta cố ý ta sai để chi? Để cho có cái lợi cho cái chuộc tu của người ta. Bây giờ nếu sửa lại thì, nếu mà sửa thì phải tu Thiền Tông mới sửa được. Còn tu vật lý làm sao ta chịu ta sửa cái này? Không được. Giống như ở châu Âu mà nó đi xe mà đi trên tuyết á, thì nó phải gắn cái gì? Nó gắn cái bánh xe sắt, nó bám trong tuyết nó mới chạy được. Bây giờ nếu mà cái xe đó mà không gắn bánh xe sắt không chạy trên tuyết được. Nó mình phải hiểu thế vậy. Thế giới vật lý này, anh tu vật lý thì anh phải hành đúng theo vật lý, chấp nhận nhân quả. Có nghĩa là tu đạo Phật chấp nhận nhân quả thì bắt buộc phải tu đúng theo vật lý. Cái này Đức Phật đã nói trước mà, chứ đâu phải không. Còn nếu mà anh tu mà muốn không bị nhân quả, duy nhất chỉ cái tu Thiền Tông mà không bị nhân quả thôi, nhưng mà phải thành cho đúng, chứ không phải tu vô nhân quả không. Nó tu Thiền Tông không bị nhân quả thì vô làm tầm bậy rồi quá. Bởi vì tôi nói nếu vô Thiền Tông mà làm tầm bậy giống như đi máy bay rớt là chết, chứ không có chuyện mà gãy giò. Còn vật lý thì có thể giống như đi dưới đường, đụng có thể chết, có thể gãy giò hoặc là bị thương nhẹ, thấy không? Thế vậy, bởi vì cái vô cái Thiền Tông học cho kỹ. Người vô Thiền Tông phải là người trí tuệ mới tu, còn người không trí tuệ đừng tu Thiền Tông, rồi mang quả vào thân. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, bộ tộc, bộ lạc và dòng tộc có giống nhau không ạ? Nó khác chứ. Dòng tộc nó khác, rồi bộ tộc, bộ lạc nó khác. Bộ tộc đây, ở đây là cái bộ lạc đó là một nhóm người thành lập ra, giống như mình ở đây gọi là cái thôn đó, ngày xưa đó. Bây giờ mình nói gọi cái thôn nha. Bởi vì hồi mà từ chuyển đồ đá mà lên đồ đồng thì nó mới qua bộ lạc. Còn cái bộ tộc thì mình nó nói là cái dòng tộc, cái dòng họ của mình á. Bây giờ cái bộ tộc nói là cái dòng họ đó. Còn cái bộ tộc là nó rộng hơn, phải không? Cái nó rộng hơn thì mình nói vậy. Cái bộ tộc thì cái bộ nó giống như từ cái xã rồi cái huyện cái tỉnh vậy, nó lớn vậy, nó khác, mỗi cái nó khác, nó không giống nhau. À, cái câu đó con có thể lặp lại thì chú giải thích từng phần cho nó dễ hơn. Bộ tộc là mình nói là giống cái dòng tộc mình thôi, chỉ cái dòng họ mình đó, cái dòng họ mình lại gọi là bộ tộc. Rồi còn gì nữa? Bộ lạc là tập hợp một số người nhiều dòng họ vô để thành lập một cái thôn, đó là cái bộ lạc. Mà bây giờ trên thế giới này
nước Lào nó vẫn còn bộ tộc, nó còn, còn tất cả trên thế giới, còn ở ở Brazil đó, nó vẫn còn những cái người nào mà sống ở trong rừng nó còn cái danh từ này, còn sống thành thị nó mất, còn còn cái gì nữa? Dòng tộc. Dòng tộc thì nói đúng ra đó nó rất nhiều. Thí dụ bây giờ ba mẹ con người họ Nguyễn người họ Trần kết hợp nhau, cái đó là một đời, rồi con đẻ ra rồi ta làm con, nó kéo ra 50-70 cái họ, nó kết dùng lại một cái chuỗi này đó, thành ra nó khác. Mới ban đầu nó chỉ có 2 kết hợp, rồi sau từ từ rồi 4, 6, 8. Thành ra trong Lão Tử có nói là nhất sanh nhị, nhị sanh tứ, tứ sanh bát, bát tam 16 gì đó, cái lũy thừa nên kéo lên, thì nó mỗi cái nó có cái, nó có cái ý nghĩa riêng, thấy không? Rồi con hỏi tiếp câu khác đi. Thưa bác, Đại Đức Visali là ai? Sao trong kinh nói Đại Đức đi đến đâu thì có chư thiên cúng dường đến đó ạ? Nói đúng là ngày xưa đó, bây giờ cái Phật giáo bây giờ nó thay đổi hoàn toàn, nó không đúng như ngày xưa. Tất cả những ngày xưa Đại Đức là cao nhất trong Phật giáo, bây giờ Đại Đức gọi là thấp nhất trong Phật giáo, nó quay ngược lại. Nó quay ngược là nó dịch theo chữ Trung Quốc thì nó mới dịch đảo ngữ, thành nó sai. Thành ra bây giờ gọi là Hòa Thượng mới là cao nhất, chứ ngày xưa là Đạo Đức, Đại Đức là cao nhất, đức lớn mà. Đại Đức mới là, hồi xưa đó, mới vô thì gọi là chú tiểu đi, mà cao chút quá đó, không phải Đại Đức mà là Thượng Tọa. Thượng Tọa mà tu là thành ông thầy già, rồi là Hòa Thượng. Hòa Thượng mà cao nhất là Đại Đức đó, giờ nó đi ngược lại hết đó. Bởi vậy thành ra bên Sri Lanka Đại Đức Naranda lại cao nhất, bên kia mấy ông Hòa Thượng Thượng Tọa nó thấp, bên kia nó đổi ngược. Còn duy nhất cái Việt Nam mình không biết là thay đổi như thế nào, nhưng mà bây giờ Đại Đức xếp vào hàng thấp nhất đó, thành ra nó mới đổi. Thì cái này là do cái luật của giáo hội, mình không biết, mình cũng không xen vào. Nhưng mà hỏi thì tôi giải thích thôi. Vì theo các nước mà tu tiểu thừa, Đại Đức là cao nhất, Thượng Tọa mới là mới bắt đầu thôi, thấy không? Còn Hòa Thượng là những cái gì mà tu lâu năm thôi. Rồi còn Đại Đức là cái ông này là đức nó vẹn toàn đó, người ta gọi là Đại Đức lớn mà. Cái đức với Đại Đức là đức lớn chứ đâu phải nhỏ đâu. Nó thành ra mà cái này thì thôi cũng không xen vào, bởi vì cái này cái hệ thống Phật giáo Việt Nam nó tổ chức như vậy, mình chỉ biết vậy thôi. Còn nếu mà nghiên cứu về lịch sử thì các bên nước tiểu thừa người ta ghi là Đại Đức là cao nhất. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, người tu theo pháp môn tiểu thừa làm sao chuyển sang tu theo pháp môn thiền tông được ạ? Bây giờ con hỏi về thì cũng khó. Bây giờ con suy nghĩ nè, cái xe máy cài á là làm sao chuyển thành chiếc xe hơi được? Tôi suy nghĩ đi, con sẽ chuyển nổi không? Chiếc xe máy cài chuyển thành chiếc xe ô tô, chịu nổi không? Nếu chuyển nổi thì giải thích cho nghe. Khó lắm, bởi vì cái hệ thống nó vậy, cái cấu trúc của người ta vậy, ông Phật đã dạy cái này. Còn nếu mà muốn chuyển đi thì phải phá vỡ hoàn toàn, nấu hết lại, chế tạo cái mới thành chiếc xe ô tô liền. Mà dám không? Dám đốt cái xe máy cài rồi thành sắt rồi cán lại làm hết đâu. Đó, muốn làm là phải vậy đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, quý thầy chửi thiền tông, sao quý thầy không đến chùa đối chất với trưởng ban để làm sáng tỏ? Như vậy Đức Phật gọi người này là tâm thượng mạng ngôn, có đúng không ạ?
Giờ phần này trả lời cái hai ý. Thứ nhất á, thường thường người ta người tu hành á, người ta không lẽ giờ lên thượng tọa hòa thượng rồi đi đấu chắc với mấy thằng cha mà không ra gì. Ta không cần đấu chắc. Thấy không? Có nghĩa là bây giờ con suy nghĩ à, con đang giàu có mà cái thằng ăn mày con có thiên gia cãi lộn với nó không? Mẹ tao về cùng mày dép lá đi, không tới. Có nghĩa là người ta khi dễ ta không tới chứ không phải là ta sợ đâu. Rồi còn ý thứ hai là gì? Ý thứ hai là Đức Phật gọi người này là tăng thượng mạng ngôn, có đúng không ạ? Cái này thì cái này không phải là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là mình không chứng, gọi là chứng mới là tăng thượng mạng. Con này gọi là, nếu mà nó tính ra là tăng kiến chấp chứ không phải thượng mạng. Tăng thượng mạng là mình chưa đạt được cái này, cái phần đó mà mình nói mình đạt được gọi là tăng thượng mạng. Còn cái này gọi là tăng kiến chấp cho ta là giỏi, là hay, là lớn, gọi là tăng kiến chấp. Rồi con hỏi tiếp. Thưa bác, con bị tai nạn từ xưa, gần đây bệnh tật phát hành, con phải đi bệnh viện chữa khỏi, nhưng con nghĩ đó là bệnh nghiệp nên con xin ra viện chữa. Hôm nay con vào chùa cảm thấy bệnh đã thuyên giảm, xin thầy giải thích giúp con ạ. Cái bệnh này thì nói đúng ra đó, nếu mà cái nghiệp thì đưa vào trong cái thiền tông không có đúng. Cái bệnh này khoa học nó giải thích đó, khi tinh cha noãn mẹ tốt thì nó sanh ra đứa con hoàn hảo. Thấy không? Giải thích theo khoa học. Còn mà nếu mà giải thích theo đạo Phật, con tưởng tượng nhiều là cái con người con nó bị co rút lại, nó thành ra con người cái đẳng cấp thấp. Thứ nhất là sống về tưởng tượng. Đó là về hai cái lý giải. Còn nghiệp đối với thiền tông không đề cập đến được. Vì cái nếu mà đưa vào thiền tông cái nghiệp này thì nó sẽ loan ra rất nhiều cái chuyện mà phải đấu trách. Thành ra thiền tông không trả lời cái vấn đề mà con người nó bị kém phước, mà thế gian người ta gọi là người kém phước thôi. Còn nếu muốn phân tích ra, nó khác hẳn lại với cái thế giới vật lý và cái thế giới gọi là tinh cha noãn mẹ không hoàn hảo. Vì thế mà hiện giờ khoa học nó văn minh rồi đó. Khi mà tinh cha noãn mẹ mà nó kêu bằng nó thụ thai nhân tạo á, nó lấy ra cái nào hoàn hảo nó mới bơm vô nè, còn không hoàn hảo nó bỏ. Còn mình ở trong đó là sao biết được cái nào hoàn hảo không hoàn hảo? Vì thế mà cái câu này không thể trả lời rõ ràng trong thiền tông học được, mà phải trả lời bằng khoa học. Thấy không? Để chi? Để nó tránh cái lâu thôi về sau. Anh nói cái gì thì phải chứng minh được. Mà nói cái chuyện này mà xác nhận là bị nhân quả thì anh không chứng minh được cái này, thì không, thiền tông không trả lời. Nhưng mà đưa vòng vòng cho anh biết nhiều cái, vậy rồi từ anh suy nghĩ anh muốn nhận cái nào thì anh nhận. Cho nên hoàn toàn thiền tông không trả lời cái câu này. Rồi con hỏi tiếp đi. Và câu hỏi tiếp theo, kinh vô tự là gì? Kinh vô tự chỉ dạy những gì cho con người để trở về Phật giới? Kinh vô tự là viết cái chữ bằng điện từ âm dương, viết ra trong lúc viết nó còn nhưng một chút xíu nó biến mất, nó ẩn ở trong tờ giấy á, đó là kinh vô tự. Mà kinh vô tự phần nhiều nó viết đó là viết những cái tuyệt vật của Phật giáo. Kinh vô tự tuyệt vật của Phật giáo. Vì thế mà ai đọc được kinh vô tự thì tất cả những gì Đức Phật dạy mấy ngàn năm trước đều rõ như ban ngày. Nó gọi là kinh vô tự. Nó viết bằng chữ điện từ, thành ra nó không có hiện ra cái bình thường được, mà nó phải hiện ra bằng cái hạt minh châu. Giống như mình ở đây bây giờ hiện giờ á, có nhiều cái tòa thuốc nó quảng cáo cái chữ không thấy,
nhưng mà đem mấy kiến lúp á, phết đại rồi mình kéo mình đọc được cái chữ đó. Thì kinh vô tự nó cũng dạng này, nhưng mà kinh vô tự nó ẩn sâu hơn, thấy hoàn toàn không thấy. Còn cái kinh bây giờ cái chữ nó nhỏ quá đó, chữ số 1, số 2 đó, mình ráng đưa kiến lúp mình đọc được, nhưng mà còn kinh vô tự đưa kiến lúp động được, mà phải đưa bằng ánh sáng của điện dương đó, nó mới thấy. Nó kêu là nó phản ứng vật lý của nó mới thấy được cái này, gọi là kinh vô tự. Cứ 10.000 năm có một vị Phật ra đời, vậy vị Phật này có dạy đạo giống nhau như Phật Thích Ca hay không? Phật nào cũng vậy, cũng dạy từ A đến ABC thôi. Phật dạy thật Phật Thích Ca dạy sáu pháp môn, thì dầu ông A Dật Đa tới cũng dạy sáu pháp môn vậy thôi, chứ không có nào khác hơn đâu. Thấy không? Giống như mình ở đây học từ lớp 1 lớp 12 nó là vậy, rồi con mình cũng học lớp 1 lớp 12 nó cũng vậy chứ đâu khác đâu. Nhưng mà nó có khác là cái trình độ người ta giảng, ta giải thích nó được rộng hơn chút thì thôi. Nếu có khác dạy rộng hơn, nếu mà ông Phật nào mà có cái hay hơn thì ông biến chuyển cho nó, cho con người ta dễ hiểu hơn vậy thôi, chứ cái nào cũng vậy, vô thì phải ABC tập viết 1 2 3 4, chứ không có ai vô viết số 10, không có ai mới vô mà viết cái số sau cùng chữ cái 24 được, mà phải viết từ chữ cái số 1 đến chữ 24. Ông Phật nào cũng giống như ông Phật nấy thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Ngoài thiền tông còn pháp môn nào có thể giúp con người giải thoát không? Pháp môn mà tất cả các dòng dân trên thế giới đều có thể tiếp cận và tu được, vì không phải ai cũng biết đọc được tiếng Việt, thưa thầy. Bây giờ thì mình nói vậy chứ trong vòng 5-3 năm tới không lâu đâu, thì thế giới này nó có gọi là thi quốc ngữ á, quốc tế ngữ á. Vì hiện giờ nè, năm 2020 thằng Nhật nó chuyển cái tiếng của nó thành ra tiếng Latin hết. Năm tới nè, 2020, nó không còn viết ngoằn ngoèo nữa đâu. Giống như mình đó, cách mấy trăm năm, cách 200 năm về trước, ông Alexander Ross vô đây đưa tiếng Latin vô cho mình. Cái tiếng mà nôm của mình dẹp liền. Nguyễn Ánh ra lệnh dẹp tiếng nôm, học tiếng Latin là tiếng bây giờ nè. Hồi đó tiếng Latin của Alexander Ross vô đây có 17 chữ cái thôi. Khi Beatrix Trương Vĩnh Ký bổ túc thêm 7 chữ nữa thành ra 24 chữ cái. Chữ Việt Nam mình gọi là chữ sau cùng của Latin. Bây giờ thằng Nhật bắt đầu nó tiếp tục, nó sẽ chiếm cái ngôi vị sau cùng. Năm tới bắt đầu nó áp dụng á, người Nhật Bản sẽ sử dụng hoàn toàn tiếng Latin hết. Tiếng Latin là tiếng văn minh sau cùng của nhân loại. Mà may mắn cho mình, tiếng Latin bắt đầu nó dịch ra bằng tiếng gì? Bằng tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý. Thấy không? Sau cùng nó qua tiếng Việt Nam. Rồi bây giờ Shiro Abe tuyên bố rằng năm 2000 nước Nhật sử dụng tiếng Latin, không còn sử dụng tiếng Nhật truyền thống nữa. Đó mình mới biết. Rồi thiền tông thì mai mốt đây nó sẽ có cái tiếng gọi là quốc tế ngữ, không biết nó chọn cái gì mình biết, nhưng mà chắc chắn nó phải lấy bằng chữ Latin nó viết ra. Các nhà thông thái sẽ dịch lại cái này để đồng nhất quá trong thế giới này. Trong vòng 100 năm nữa thì mình không còn đi học nhiều ngôn ngữ, mà chỉ học một ngôn ngữ thôi. Nước nào giống đấy, đi New York họp cũng như ở Sài Gòn họp giống như Bắc Kinh, cũng có thứ thôi. Đó là cái thế giới này nó sẽ gọi là, vì thế mà xã hội chủ nghĩa có nói câu là thế giới đại đồng quốc ngữ.
là cái câu này mà Lenin đã nói trước gần cả trăm năm rồi, trên 100 năm rồi. Hồi đó 17 không, nay là 2019 là trên 102 năm rồi. Lenin đã nói trước, các mắt cho Lenin đã nói trước 100 mấy năm rồi. Rồi con hỏi tiếp. Cứ 10.000 năm thì sự sống trên hành tinh này sẽ bị hoại một lần. Vậy nếu gần thời điểm hoại mà con người đồng loạt thức tỉnh cả thế giới từ bỏ sát sanh ăn chay sống thiện thì có cứu được sự hủy diệt sự sống không thưa thầy? Hoàn toàn không, ăn chay ăn cái gì cũng chết thôi chứ đừng ăn chay. Đức Phật biết trước rằng khi Như Lai nhập Niết Bàn 3.000 năm sau thì trái đất bị hủy diệt trở thành đồ đá. Vì thế mà đời mạt thượng pháp Đức Phật phải cho công bố quyền ký và giáo lý ra để chi nó cứu giảng lại. Vì thế mà khi mà cái quyền ký xuất bản ra thì chắc chắn là quốc tế ngữ bắt đầu chuyển biến để chi cho thế giới biết rằng tuy Việt Nam công bố nhưng mà thế giới biết nó sẽ có. Mà cũng muốn cho cứu được cái thế giới này không tiêu diệt sớm thì duy nhất thực thi lời của Đức Phật dạy trong quyền ký và giáo lý thì mới cứu giảng được. Vì con người sử dụng tôi ta và chúng bay là bị chết, không có tôi với ta vậy, là huynh đệ hết thì mới cứu giảng được cái này. Còn không có, mình nên nhớ suy nghĩ nè. Mỗi một ngày, một tháng, một năm, một ngày nào sản xuất 30 trái bom, bao nhiêu cây súng để làm cái gì? Để giết người chứ để làm gì? Khi mà nếu mà thế giới nó biết được cái quyền ký này thì là anh em chứ không còn mày tao nữa. Anh em không lẽ đánh lộn nhau? Thì nó cứu giảng được cái này. Nhưng mà dù muốn không, nó không qua được cái quy luật nhân quả thành trụ hoại diệt được. Có nghĩa là ông Phật nói nếu mà mày tao thì trái đất này sẽ sớm chết sớm hơn 3.000 năm. Còn huynh đệ có thể tới được 3.000 năm cũng chết. Nên suy nghĩ nè. Khi mà cách này giải phóng, cách này mới 45 năm thôi mà dân số Việt Nam tăng gấp đôi luôn. 40 năm, cho 50 năm đi. Rồi 50 năm sau nữa đây, 50 năm sau Việt Nam mình sẽ lên gần 300 triệu. Mà Trung Quốc sẽ lên, bây giờ nó 1 tỷ 3, nó lên 3 tỷ rồi là đất đâu ở. Bắt buộc phải giành đất với nhau rồi giành đủ thứ hết. Cái ta, cái tôi nó ra là quánh lộn nhau thôi, rồi nó tiêu diệt nhau thôi. Vì thế mà cái quyền ký Đức Phật muốn ý muốn ra là để cho biết rằng con người ai cũng là có tánh Phật như nhau, đừng có tranh giành. Thì mặt mai nếu mà quốc tế ngữ đưa ra thì cả thế giới nó biết cái chuyện này thì cái con người sinh tồn nó sẽ kéo dài hơn. Còn bằng không ra được chấp tôi ta thì chắc chắn trái đất bị hủy diệt sớm. Giờ nên nhớ là mỗi một năm nó phát hiện ra nhiều cái thứ khủng khiếp lắm. Mà mới đây thôi, mới mấy chục năm mà nó đã vậy rồi bây giờ. Mà hơn nữa cái thời văn minh là thời văn minh phát triển vượt bậc. Nó sẽ đi đưa tới cái giữ diệt con người rất lớn. Đó, thành không phải ăn chay niệm Phật mà hết đâu. Mà phải là học được cái giáo lý của ông Phật. Ông Phật dạy học cho thích biết. Rồi mày tao trở thành anh em thì xong. Đó. Vì cái người cộng sản người ta biết cái chuyện này chứ không phải vì thế mà các mắt Lenin nói là đại đồng thế giới là cái chỗ này nè. Mắt Lenin muốn, các mắt và Lenin muốn đại đồng của thế giới là nằm ở cái chỗ này, nằm ở là tất cả con người thế giới là anh em hết, là sử dụng chung quốc tế ngữ. Mà cái chuyện ham muốn của Lenin trên 100 năm mà chưa thực hiện được, mà mới thực hiện một phần nhỏ thôi. Rồi đây nếu mà nó hiểu được anh trên thế giới bây giờ, trên thế giới giờ nó thôi giờ bắt tay đừng có sản xuất súng nữa,
giờ sao? Thôi sản xuất nhà cho dân ở, người nào cũng có căn nhà đi, rồi ai cũng có việc công ăn việc làm, rồi vấn đề thôi. Còn rồi khúc đó, đó đâu có cần biên giới đất này đất kia, chi đã là quốc tế ngữ rồi. Anh nói giống tôi giống như anh thì đâu có còn, thì thôi bây giờ nó đại đồng ở chỗ đó. Đại đồng là cộng sản muốn nói cái chỗ này, muốn cái đại đồng này. Cái đất này không còn biên giới nữa, là chỉ là một ngôi nhà chung cho nhân loại. Vì anh và tôi nói đồng chung một ngôn ngữ. Mà cái phần này ông Thích Ca đã mở đường trước mấy ngàn năm, còn thực hiện được hay là không là hậu nhân bây giờ muốn không? Muốn ngừng sản xuất vũ khí, chuyên sản xuất ô tô và phương tiện giúp đỡ con người, nhất là nhà ở. Bây giờ nhà người nào cũng có, ai thôi bây giờ nó trải đồng với ai cũng có căn nhà nhé, ai rồi có tranh giành hơn thua chi. Bây giờ tôi nói nhiều cái nước tiên tiến á, tại làm sao người ta làm ta đi du lịch? Bởi vì người ta làm á, tới tháng thì ta lãnh bao nhiêu đó, rồi ta đóng cái bảo hiểm. Mà còn nếu mà bệnh vô nhà thương không tốn đồng nào nha, người già không tốn đồng nào đó, rồi để dành chi? Thì có tiền đi chơi đã đi, rồi chết nhà nước lo, đêm thiêu đêm chôn vẫn lo. Tất cả gì tuổi già đi xe không có lấy tiền, giờ có nhiều cái nước đó, đi xe buýt không lấy tiền đồng nào hết á. Nó rồi từ từ nó sẽ đại đồng về chỗ này, rồi anh em ai cũng nói chung một thứ ngôn ngữ thì làm sao có chuyện thù hằn nhau, mà làm sao có cái chuyện là anh nói tôi không nghe, tại chung một ngôn ngữ mà là sao không nghe được đó. Muốn cứu vãn cho thế giới này thì phải cứu vãn bằng cái quốc tế ngôn ngữ, và đồng thời chính phủ phải lo cho toàn dân có cơm ăn áo mặc nhà ở và y tế miễn phí, đi lại công cộng miễn phí. Trong vòng 5 năm nữa, tất cả các xe ô tô trên thế giới này nó chạy bằng năng lượng mặt, bằng điện hết, nó không chạy bằng dầu, bằng xăng nữa, thì trái đất này nó bắt đầu bớt ô nhiễm liền. Mà hiện giờ ở Mỹ có cái hãng xe đất là sản xuất cái này bán rất chạy, có nghĩa là anh vô có mắc cỡ nào mà cứ cấm 5 phút là anh chạy 500 cây số sạc điện vậy á. Rồi giờ sao đây, làm sao ô nhiễm được thì nó mới cứu vãn được này. Bây giờ bên đó nó đã có đó, mà bây giờ theo báo cáo nó đã sử dụng 20% về cái này rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi sau cùng. Một người luôn khao khát giải thoát và tu thiền tông, nhưng trước đó đã tu theo pháp môn không đúng giải thoát mà còn kéo nhiều người theo, thì bây giờ nên hòa giải cách nào để có thể về Phật giới, thưa thầy? Giờ tu giải thoát thì nó duy nhất chỉ có một cái pháp môn thôi, còn tu pháp môn vật lý thì nó dầu đạo nào thì nó cũng là cầu xin cúng tụng thôi, thấy không? Chứng đắc thế gian này nó có vậy thôi. Bây giờ muốn mà tất cả các pháp môn vật lý mà muốn vô thiền tông thì bắt buộc anh phải lột xác giống như nãy tôi nói đó, chiếc xe máy cày đốt nấu thành làm chiếc xe ô tô. Ai làm vậy thì mới vô tu thiền tông được. Còn có thôi, đừng có mong, đừng có lo, ngồi đó bất công lắm. Thiền tông mà giải thoát còn chưa chắc giải dở đâu, mà mấy cái kia làm sao giải? Cái kia là đi hưởng phước thôi, cao nhất là đi hưởng phước thôi, chứ làm sao mà giải thoát được? Giải thoát nó đi qua cái quy luật đặc biệt đó, gọi là bí mật mà. Vì thế mà ông Phật nói là bí mật truyền theo dòng thiền tông, ai biết? Phật gia mà truyền còn phải truyền bí mật thiền tông thì ai biết? Để làm sao? Làm sao biết được cái chuyện này? Đó, vậy thì mình mới hiểu cái này. Vì sao mà tại sao danh từ thiền tông là sử dụng bí mật thiền tông? Nó bí mật không ai biết hết, chỉ mấy ông tổ biết. Ông tổ biết mà ông tổ còn không hiểu cái ruột đó là vì sao? Vì kinh vô tự không viết ra, ông biết. Mà đợi giải mã Đức Thảo mới giải mã cái này ra được thôi. Là vì cái hợp đồng
giữa ông Thích Ca và Long Nữ hồi 8 tuổi ở bên ở ngoài Bắc á. Bây giờ Kinh Dương Vương nó còn nằm ở ngoài cái tỉnh Vĩnh Phúc vậy đó. Cái chỗ đó, gốc tổ tiên mình nằm ngoài đó đó. Đó, mình mới hiểu cái thế giới này nó là vậy. Chứ đừng có mong mà thay đổi. Muốn thay đổi thì phải cách mạng toàn diện. Còn không thay đổi thì đừng có nói mất công lắm. Đừng có ngồi đây ngó bên kia mất công lắm. Muốn thay đổi, lột xác liền. Nghe không? Dẹp hết cái kia, nấu sắc dụng rồi cán rồi làm lại cái xe mới. Rồi, có hỏi tiếp đi. Quý vị nào có đặt câu hỏi không? Nếu không có thì buổi giải đáp hôm nay xin kết thúc tại đây.